Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 1431, tôi có ánh mắt tốt hơn hắn. Tống vệ dân cũng không lập tức chết đi, Hạ Thiên cũng không thi châm đòi mạng của đối phương, chẳng qua chỉ là thôi miên mà thôi. 5 phút sau Tống vệ dân đã bị Hạ Thiên thôi miên thành công. 5 phút sau đó Tống vệ dân gọi điện thoại về cục công an, hắn yêu cầu trợ giúp, vì hắn đã phát hiện ra hung thủ giết người cưỡng gian. 3 phút sau khi Tống vệ dân gọi điện thoại xin trợ giúp, hắn phóng vào biệt thự, khi hắn rút súng cố gắng xạ kích thì bị tên cát sư đệ ra tay sát hại. 10 phút sau cảnh sát mới chạy đến nơi, nhưng lúc này không còn tung tích của cát sư đệ, bọn họ chỉ thấy thi thể của Tống vệ dân, đồng thời còn tìm được một người phụ nữ bị cưỡng hiếp đến hôn mê trên lầu. Người phụ nữ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, nửa giờ thì nàng ta tỉnh lại, vì thế mà khai ra Quan Kiếm Hùng và cát sư đệ, cũng vì Tống vệ dân bỏ mạng mà vụ án được đưa lên cao tầng. 2 giờ sau đó Thiên Đạo Tổ nhận được yêu cầu trợ giúp từ Cục Công an thủ đô. Lúc này Hạ Thiên thân là tổ trưởng Thiên Đạo Tổ, hắn đang dùng ánh mắt vô tội nhìn Y Tiểu Âm, vì nàng vừa nói ra một câu. Mượn đao giết người sao? Thủ đoạn của cậu quá cao, hèn gì cậu nói sư đệ của Quan Kiếm Hùng còn có tác dụng, tôi thấy Tống vệ dân đã bị cậu động tay động chân, có lẽ là bị. Thôi miên. Y Tiểu Âm cũng tương đối linh thông tin tức, khi một tổ trưởng Thiên Đạo Tổ là Hạ Thiên còn chưa nhận được yêu cầu trợ giúp thì Y Tiểu Âm đã nhận được tin Tống vệ dân bị giết. Lúc đó nàng thật sự không biết nói lời nào, nhưng lại phát hiện vụ án lọt vào trong tay Hạ Thiên, rõ ràng là quá vớ vẩn, đồng thời cũng không khỏi bội phục sự cao minh của hắn. Tống vệ dân có hành động nhằm vào Hạ Thiên chỉ là hành vi tư nhân, căn bản không liên quan gì đến Tống gia, vì vậy mà Tống gia căn bản không biết gì, như vậy cũng không thể nghi ngờ đến Hạ Thiên. Tất nhiên Y Tiểu Âm cũng hoài nghi, nàng dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy, không thể xác định, vì vậy mới nói một câu dò xét Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên lại dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng, hắn liên tục phủ nhận. Vợ y, việc này không liên quan gì đến tôi chỉ muốn đi xử lý Tống vệ dân, nào ngờ tên ngốc kia lại chạy vào tìm Quan Kiếm Hùng, tôi còn chưa tìm được thì hắn đã xong rồi. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Y Tiểu Âm khẽ hừ một tiếng. Vợ y, không tin chồng thì không phải vợ tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chị nên học cách làm một bà vợ tốt. Không đợi Y Tiểu Âm lên tiếng, Hạ Thiên còn bổ sung thêm. Thật ra, vợ y, chị không tin tôi cũng không có vấn đề, chỉ cần vợ mị tin tôi là được. À, vợ mị thông minh hơn chị, chắc chắn sẽ tin tôi. Y Tiểu Âm chợt ngây người, thật ra nàng cũng muốn đem chuyện này nói cho Tống Ngọc Mị, sau đó làm cho Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị phát sinh xung đột. Nhưng sau khi nàng nghe hắn nói như vậy thì phát hiện mình làm vậy là không có ý nghĩa gì, bây giờ Hạ Thiên đã có cái cớ rất tốt, hơn nữa biểu hiện thật sự không chút liên quan, dù Tống Ngọc Mị nghi ngờ cũng sẽ tin tưởng cách nói của hắn. Phụ nữ sẽ luôn tin vào đáp án mà mình muốn, Tống Ngọc Mị cũng sẽ không ngoại lệ. Y Tiểu Âm trầm mặc nửa ngày, sau đó nàng mở miệng hỏi. Bây giờ cảnh sát đã yêu cầu Thiên Đạo Tổ giúp đỡ, cậu sao còn chưa ra tay? Y Tiểu Âm cũng biết vài phần về Thiên Đạo Tổ, trước đó không lâu Hạ Thiên và Mị Nhi nói về vấn đề này, cũng không cố gắng tránh mặt Y Tiểu Âm. Vợ y, chỉ có vẻ hơi ngốc. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Y Tiểu Âm. Nghe nói phụ nữ khi yêu thường rất ngốc, vợ y vì yêu tôi mà trở nên ngốc rồi. Tôi mà ngốc sao? Y Tiểu Âm có chút căm tức, tên khốn kia đúng là siêu tự kỷ. Vợ y cũng đừng lo lắng, thật ra phụ nữ ngốc cũng không có vấn đề gì. Những bà vợ khác của tôi rất thông minh, chỉ có hơi ngốc cũng không giống người thường. Hạ Thiên cười hì hì. Vì vậy tôi càng thích chị. Sở thích của cậu đặc biệt nhỉ. Y Tiểu Âm chợt nổi giận. Cậu đối đãi với những người phụ nữ của mình như với tôi sao? Hạ Thiên chợt dùng ánh mắt vô tội nhìn Y Tiểu Âm. Vợ y, tôi đối đãi với ai cũng rất tốt. Đối đãi với tôi cũng tốt sao? Y Tiểu Âm cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà giống giận. Tên khốn cậu sau khi cưỡng hiếp tôi, tra tấn một buổi tối, còn làm ra những chuyện không bằng cầm thú, như vậy còn nói đối xử tốt với tôi sao? Cậu còn biết xấu hổ không? Thật ra trước đó mỗi lần Y Tiểu Âm thấy mặt Hạ Thiên thì còn chưa đến mức kích động như vậy, thậm chí mỗi lần Hạ Thiên gọi nàng là vợ thì cũng không phản đối. Nhưng khi hắn vì nàng làm càng nhiều chuyện thì không thể nào không nhớ về buổi tối ác mộng trước đó, đặc biệt là hôm nay thiếu chút nữa lại có một cơn ác mộng xảy ra. Điều này làm nàng khó thể tỉnh táo, thật sự muốn bộc phát.
vợ y, tôi cảm thấy đối xử với chị rất tốt. Hạ Thiên gật đầu rất chân thành. Trước kia chị làm nhiều chuyện bất lợi với tôi, chị còn thiếu chút nữa giết chết vài bà vợ của tôi, tối đó chị còn uy hiếp tôi, trên đời này còn có kẻ nào uy hiếp vợ và tôi mà còn sống sao? Nhưng chị thì còn sống, hơn nữa tôi còn biến chị làm vợ, chị chẳng lẽ không biết làm vợ tôi là phúc lớn sao? Vì vậy, vợ y, tôi cũng thật sự đối xử tốt với chị, thậm chí còn hơn các bà vợ khác một chút, vì những bà vợ khác của tôi đều không giống như chị, làm những việc không nên làm. Cậu có lý lẽ chết tiệt gì vậy? Y Tiểu Âm cắn răng. Tôi thiếu chút nữa thì giết chết vợ cậu, cậu có thể giết tôi, sao lại làm nhục tôi? Vợ y, logic của tôi rất đơn giản, đàn ông muốn hại tôi đều sẽ chết, phụ nữ hại tôi, nếu xấu thì sẽ bị xử lý, nếu là mỹ nữ thì sẽ lấy làm vợ. Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Y Tiểu Âm. Những chuyện tôi đã quyết định thì không thể nào thay đổi được, tôi quyết định cho chị làm vợ mình, chị sẽ là vợ tôi, đó là lý lẽ của tôi, đơn giản vậy thôi. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ ỷ vào sức mạnh của mình mà muốn làm gì thì làm mà thôi. Y Tiểu Âm hít thở phập phồng, rõ ràng lúc này nàng tương đối mất bình tĩnh. Cậu và loại người như Quan Kiếm Hùng có gì khác nhau chứ? Tất nhiên là có khác nhau. Hạ Thiên chăm chú nhìn Y Tiểu Âm. Tôi lợi hại hơn hắn, tôi cũng có ánh mắt hơn hắn. Cậu! Y Tiểu Âm cảm thấy khó thở, bộ ngực sữa phập phồng dữ dội. Khi đứng trước mặt Hạ Thiên thì nàng thật sự cảm thấy khó thể tỉnh táo, hôm nay cũng không ngoại lệ, hơn nữa bây giờ nàng càng thêm khó bình tĩnh. Vợ y, chị nhất định là vợ tôi, đây là chuyện không thể nào thay đổi được. Hạ Thiên chợt nắm tay Y Tiểu Âm, một luồng băng hỏa linh khí truyền vào trong người nàng, làm cho nàng bình tĩnh ngay lại. Y Tiểu Âm không vùng vẫy, nàng chỉ dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Hạ Thiên, vài phút sau cũng không nói gì. Vợ y, vài phút vừa rồi là thời điểm chị ngoan nhất. Hạ Thiên phá vỡ không gian yên ắng. Y Tiểu Âm chợt rút tay ra, vài phút trước đã làm nàng tỉnh táo, mà lời nói của Hạ Thiên vừa rồi làm nàng hiểu ra, có một số việc cứ lẩn tránh, bây giờ nên là lúc nói rõ. Cho đến nay Y Tiểu Âm vẫn luôn căm hận Hạ Thiên, thực tế thì nàng vẫn bảo trì một mối quan hệ mập mờ với hắn. Bây giờ người ở thủ đô đều coi nàng là người của Hạ Thiên, sở dĩ như vậy thì nguyên nhân cũng đơn giản. Vì nàng khó thoát khỏi sự dây dưa của hắn, mà nàng cũng muốn dùng năng lực của hắn để giúp đỡ mình. Nguyên nhân sau đây có thể nói là chủ yếu, nàng cần cải tiến âm môn châm pháp, nàng muốn trở thành môn chủ âm y môn, nàng muốn thực hiện nó thì phải cần sự trợ giúp của Hạ Thiên. Bây giờ hai mục tiêu của nàng đã được thực hiện, cũng đúng như những gì nàng dự đoán, tất cả đều là Hạ Thiên giúp mình. Nhưng bây giờ nàng càng thêm hiểu, nếu cứ tiếp tục mập mờ với hắn như vậy là không được. Nàng không biết đối phương kiên nhẫn thế nào, nhưng nàng tin tên khốn kiếp gây ra ác mộng cho mình sẽ không quá mức kiên nhẫn, hắn cho nàng quá nhiều, nhất định sẽ cần báo đáp, nàng cũng biết muốn báo đáp hắn thì chỉ có thể lao vào lòng hắn. Có một số việc tôi muốn nói rõ hơn với cậu. Y Tiểu Âm không muốn tiếp tục như vậy, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, mục tiêu đã thành, nàng cũng không cảm thấy thả lỏng, ngược lại còn ngày càng mệt, giống như mất đi động lực. Nàng có một mục tiêu khác là báo thù Hạ Thiên. Điều này lại càng làm cho nàng mất đi hy vọng, vì sự hùng mạnh của hắn đã sớm vượt qua phạm trù của nhân loại. Vợ y, chị muốn nói gì? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Tôi biết rõ cậu giúp mình rất nhiều, cậu cho tôi chuỗi bệnh viện giá trị tiền tỷ, cậu giúp tôi cải tiến âm môn châm pháp, cậu còn giúp tôi lấy được vị trí môn chủ âm y môn, cậu còn giúp tôi cứu A Cửu, dạy tôi võ công, giúp tôi tẩy tủy, cả biến thể chất. Nói chung cậu đã giúp tôi nhiều thứ. Tôi là một phụ nữ bình thường khác sẽ cam tâm tình nguyện ủy thân cho cậu. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, nếu cậu làm gì thì tôi cũng không cam tâm tình nguyện làm nữ nhân cho cậu, tôi sẽ vĩnh viễn không quên những gì tối hôm đó cậu làm cho tôi. Y Tiểu Âm lúc này dùng giọng điệu tương đối bình tĩnh nói. Nếu cậu cảm thấy hối hận vì tất cả, cậu có thể thu hồi lại mọi thứ. Nếu cậu muốn có được tôi, cậu chỉ có một biện pháp là tiếp tục áp dụng biện pháp vô sỉ trước kia. Nếu làm tôi cam tâm tình nguyện thì cực kỳ khó khăn. Chương 1432, sao chỉ có thể làm lại một lần? Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm, vẻ mặt có chút cổ quái. Mà Y Tiểu Âm cũng nhìn vào Hạ Thiên, nàng không lùi bước, nói xong thì nàng càng thêm bình tĩnh, dù đối mặt với hắn thì nàng cũng tỉnh táo, giống như thời điểm vừa rồi nàng đã có sự biến đổi kinh người. Vợ y, chị muốn nói đến những thứ này sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng. Đúng vậy, tôi muốn nói như vậy, tôi không muốn tiếp tục dối trá với cậu.
Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Tôi thậm chí có thể nói cho cậu biết, hận ý của tôi với cậu chưa từng giảm bớt, nếu tôi có năng lực thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết cậu. Y Tiểu Âm dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Cậu không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ của tôi, dù cậu làm gì cũng vậy mà thôi, tốt nhất là cậu nên bỏ đi, hoặc là cậu tái diễn tình cảnh đêm trước kia một lần nữa. Vợ y, tôi còn muốn bảo vệ chị, sao bỏ đi được? Hạ Thiên lười biếng nói. Vậy cậu chọn một cách làm khác. Y Tiểu Âm nói với vài phần trào phúng. Tất nhiên không phải. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vợ y, chuyện này sao có thể chỉ tái hiện một lần? Chị là vợ tôi, sau này cần phải làm vậy vô số lần. Nếu là trước kia Y Tiểu Âm nghe Hạ Thiên nói như vậy sẽ nổi giận, nhưng lúc này nàng không tức giận mà bình tĩnh nhìn hắn nói. Nếu đã như vậy thì tối nay tôi sẽ chờ cậu đến. Nói xong lời này thì Y Tiểu Âm đứng lên đi vào trong phòng của mình. Hạ Thiên nhìn Y Tiểu Âm biến mất trong tầm mắt mà không khỏi thì thào nói. Đêm nay thật sự đi vào sao? Hôm sau, trên một ngọn núi ở ngoại thành thủ đô, Nam Cung Yến vẫn khoanh chân ngồi xuống đất, vì thôn phệ Nguyên Anh cũng không phải là một sự việc đơn giản, suốt một buổi tối nàng vẫn không thể nào luyện hóa được nó. Lúc này gương không hoàn toàn xem như xinh đẹp của Nam Cung Yến lộ ra chút hưng phấn, vì nàng chợt thấy sắp đại công cáo thành, một lát sau nàng sẽ coi như luyện hóa triệt để Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng. Vô tình lại một phút trôi qua. Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng cuối cùng cũng hóa thành một luồng linh khí cực mạnh nhanh chóng vận hành trong kinh mạch, nhưng đúng lúc này dị biến chợt xuất hiện. Nam Cung Yến chợt nghe thấy một tiếng nổ vang lên, âm thanh này đến từ sâu bên trong người nàng. Nếu nói một cách chính xác thì khoảnh khắc sau khi Nguyên Anh được luyện chế thì tiếng nổ phát sinh, khi âm thanh đó vang lên thì Nam Cung Yến chợt phát hiện trong người có thêm một luồng chân khí lạ. Luồng chân khí này cực nhỏ nhưng cực kỳ tinh thuần, giống như một luồng chân khí được tinh luyện vậy. Khi luồng chân khí này xuất hiện thì Nam Cung Yến có chút mừng rỡ, nhưng một giây sau nàng mới phát hiện nó là cơn ác mộng với mình, vì nó không chịu tuân theo sự khống chế của nàng, chỉ là liên tục phóng đi khắp kinh mạch, trắng trợn phá hoại. Quan Kiếm Hùng, người rõ ràng muốn chơi ta. Nam Cung Yến cực kỳ phẫn nộ, nàng cũng không ngờ trước khi Quan Kiếm Hùng chết đã bị người ta động tay động chân. Nam Cung Yến có nổi giận thì cũng không còn tác dụng gì, Quan Kiếm Hùng không những đã chết, ngay cả Nguyên Anh cũng bị luyện hóa, tất nhiên nàng sẽ không thể nào báo thù. Lúc này nàng chỉ có một chuyện duy nhất có thể làm chính là tranh thủ thời gian luyện hóa luồng chân khí kia. Nhưng luồng chân khí kia có vẻ nhỏ nhưng lực lượng tương đối mạnh. Nàng muốn trừ khử nói cũng không dễ dàng gì, điều càng làm cho nàng kinh ngạc chính là nó không những phá hư kinh mạch còn thôn phệ cả chân khí của mình. Chân khí vừa có được nhờ luyện hóa Nguyên Anh đã bị luồng chân khí kia thôn phệ sạch sẽ, Nam Cung Yến không khỏi thầm than sợ hãi, nàng tranh thủ dùng toàn lực để chống đỡ, cố gắng áp chế ra ngoài. Một phút đồng hồ sau thì Nam Cung Yến thở phào một hơi, luồng chân khí kia tuy quỷ dị nhưng dù sao cũng rất nhỏ, cuối cùng cũng bị nàng loại trừ. Nhưng kết quả là nàng tổn thất không nhỏ, tất cả chân khí có được sau khi luyện hóa Nguyên Anh đều tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng vài giây sau Nam Cung Yến chợt phát hiện mình thư giãn quá sớm, vì lúc đó nàng chợt cảm giác được trong người có một luồng lực lượng rất lớn, một thứ đang nhanh chóng phá hoại cơ thể mình. Đây, là độc dược. Nam Cung Yến vội vàng vận công xem xét, sau đó chợt nổi giận. Hạ Thiên, bà nhất định phải lột da rút gân ngươi ra. Lúc này Nam Cung Yến cuối cùng cũng hiểu đó không phải là một kích cuối cùng của Quan Kiếm Hùng, mà là do Hạ Thiên động tay động chân, vì Quan Kiếm Hùng không biết dùng độc, chỉ có thể là Hạ Thiên mà thôi. Nam Cung Yến cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên không ngăn cản mình bỏ đi, vì hắn sớm biết nàng sẽ thôn phệ Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng, mà hắn cũng đã sớm động tay chân lên người Quan Kiếm Hùng. Thật ra điều này cũng khó trách Nam Cung Yến khó tưởng. Dù là ở Đại Lục Tiên Vân cũng không có vài người ngờ rằng có kẻ động tay động chân lên cả Nguyên Anh. Y Nhân Các, Y Tiểu Âm ngủ đến 9 giờ mới lười biếng bỏ khỏi giường, trong ký ức của nàng, đã nhiều năm rồi nàng chưa từng được ngủ an ổn như vậy. Tiểu thư, chị không sao đấy chứ? Một âm thanh có chút bất an vang lên bên cạnh, A Cửu dùng ánh mắt sầu lo nhìn Y Tiểu Âm. A Cửu lo lắng cũng có nguyên nhân, vì nàng thấy từ tối qua đến bây giờ tiểu thư đều biểu hiện không được bình thường. Trước kia tiểu thư đi ngủ muộn và dậy sớm, nửa đêm thường bừng tỉnh vì ác mộng. Từ sau bữa tối ác mộng trước kia, tiểu thư hình như chưa từng có giấc ngủ nào yên bình, thậm chí trước đó, từ khi bắt đầu tranh chấp vị trí môn chủ Âm Y Môn, tiểu thư đã chưa từng được ngủ ngon. Nhưng tối qua Y Tiểu Âm đi ngủ khá sớm, hơn nữa ngủ rất ngon, lại ngủ một hơi đến bây giờ mới tỉnh lại,
điều này thật sự không quá bình thường. Càng làm cho A Cửu lo lắng chính là biết biểu hiện khác thường của tiểu thư chính là tối qua nói gì đó với tên khốn Hạ Thiên, nàng cũng không biết nội dung, nàng chỉ lo lắng tiểu thư đã thỏa hiệp với tên khốn kia. A Cửu, chị không sao. Y Tiểu Âm khẽ lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Y Tiểu Âm đi vào trong sân, nàng khẽ thở ra một hơi, sau đó nàng quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào trong đình, nơi đó có một bóng người làm nàng căm hận nhưng cũng rất quen thuộc, hắn đang ngồi, giống như đang ngây người ra. Nhưng bây giờ nhìn đối phương thì Y Tiểu Âm giống như cũng không có căm hận, cũng không phải nàng quên tất cả những gì hắn làm cho mình, nhưng bây giờ nàng đã bình tĩnh đối diện với tất cả, khi tâm tính của nàng cực kỳ bình tĩnh thì hận ý cũng sẽ trở nên bình thản hơn. Y Tiểu Âm có chút chần chờ, sau đó nàng đi về phía ngôi đình. Vợ Y Y, dậy sớm thế. Hạ Thiên còn đang ngây người, ngay sau đó phát hiện có người tiếp cận, cuối cùng hắn ngẩng đầu cười hì hì với Y Tiểu Âm. Cậu nên rời khỏi đây ngay. Y Tiểu Âm nhìn Hạ Thiên rồi bình thản nói. Vợ Y Y, sao tôi lại phải đi? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Y Tiểu Âm. Tối qua tôi đã cho cậu lựa chọn. Y Tiểu Âm vẫn bình tĩnh. Cậu không đi vào, như vậy cậu chọn kết quả khác, cũng chính là bỏ đi. À, chị nói về điều này sao? Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Y Y, chẳng lẽ chị cũng không biết đối với tôi thì có rất nhiều lựa chọn sao? Tôi chỉ cho cậu chọn hai thứ mà thôi. Y Tiểu Âm vẫn bình tĩnh. À, vợ Y Y, xem ra chị vẫn chưa hiểu một sự kiện. Hạ Thiên cuối cùng cũng rất chăm chú. Chuyện gì? Y Tiểu Âm nhíu mày. Vợ Y Y, có bao nhiêu thứ để chọn, không phải chị cho, cũng không phải người khác cho, mà do chính tôi quyết định, tôi cho rằng có bao nhiêu lựa chọn thì có bấy nhiêu thứ, tôi muốn chọn thứ nào thì chọn. À, thậm chí tôi có thể thay đổi lựa chọn vào bất cứ lúc nào. Ví dụ như tối qua tôi không vào nhưng không có nghĩa là sau này tôi không vào, chị cho tôi hai lựa chọn nhưng tôi không lựa chọn, vì tôi còn có những lựa chọn khác của riêng mình. Hạ Thiên lúc này kiên nhẫn giáo dục vợ mình. Vợ Y Y, cuối cùng chị cũng nên hiểu một chuyện. Đó chính là quyết định của chị đối với tôi là vô ích, trừ khi quyết định của chị cũng giống như quyết định của tôi. Quyết định của cậu cũng vô dụng với tôi. Y Tiểu Âm vẫn bình tĩnh, nhưng nàng cũng hiểu một việc, đó chính là những lời tối qua của nàng với Hạ Thiên là vô ích, nhưng đối với nàng thì đó không phải là vấn đề. Vì sau khi nói ra những lời kia thì tâm cảnh của nàng có sự biến đổi hoàn toàn, vì vậy bây giờ nàng nghe những lời của Hạ Thiên cũng không tức giận, nếu là trước kia thì nàng sẽ tức điên lên ngay. Y Tiểu Âm nói xong thì xoay người bỏ đi, nhưng Hạ Thiên cũng không cản, vợ này không nghe lời thì cần phải bỏ thời gian giáo dục, nhưng hắn cũng không gấp, lúc này không phải là dạy bảo mà là bảo vệ vợ mình. Hạ Thiên cũng không lo lắng Y Tiểu Âm sẽ chạy trốn, nàng thuộc về hắn, sẽ vĩnh viễn thuộc về hắn, điều hắn lo lắng nhất lúc này chỉ là đám người phiêu miểu tiên môn mà thôi, vì vậy chuyện quan trọng của hắn là phải xử lý bọn họ. Cũng sắp kết thúc, chỉ là không biết những tổ còn lại ở chỗ nào. Hạ Thiên thì thào nói, đám đệ tử phiêu miểu tiên môn ở thủ đô đã bị xử lý gần hết rồi. Lúc này Hạ Thiên chợt giật mình rồi nhìn về hư không cách đó không xa. Vợ Mị Nhi, xử lý tên kia thế nào rồi? Trong hư không chợt xuất hiện một hình bóng thon dài quyến rũ, là Mị Nhi. Chương 1433, Nhiếp Tử Hùng. Mị Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng có chút mất hứng. Cái này còn phải hỏi sao? Nếu không phải vì cậu thì tôi đã xử lý hắn từ hôm qua rồi. Hạ Thiên cũng không tự mình ra tay với tên cát sư đệ kia mà để cho Mị Nhi đi giải quyết, hắn muốn hoàn toàn không nhúng tay vào sự kiện này để tránh cho người ta hoài nghi. Hắn sở dĩ cho Mị Nhi đến tối nay mới ra tay cũng ra cũng có nguyên nhân giống như vậy, nếu Tống Vệ Dân vừa chết đi mà Mị Nhi đã ngay lập tức hạ sát tên cát sư đệ, như vậy không phải nói cho Tống gia biết Mị Nhi đã sớm biết tên kia ở chỗ nào sao? Tất nhiên cũng không phải Hạ Thiên sợ Tống gia, chỉ là Hạ Thiên không muốn vì sự kiện này mà làm cho Tống Ngọc Mỹ mất vui. Sáu tên rồi, cuối cùng cũng giải quyết được một nửa. Hạ Thiên thì thào nói, ngoài Cơ Thanh Ảnh thì phiêu miểu tiên môn còn 5 người cần giải quyết, một trong số đó là Nam Cung Yến, trong thủ đô còn có một tên nữa. Còn những tổ khác rốt cuộc ở nơi nào, Hạ Thiên cũng không biết được. Tôi đã thẩm vấn qua tên họ Cát kia, hắn cũng không biết những người khác ở đâu. Hắn nói cũng giống như những gì Hoa Hương Hương nói, căn bản là đến đây rồi tách ra, trước đó hắn luôn theo cùng Quan Kiếm Hùng, nhưng hắn lại nói ra cho tôi biết một sự kiện. Mị Nhi mở miệng nói, người tu tiên cuối cùng ở trong thủ đô tên là Nhiếp Tử Hùng,
tu vi không cao, chỉ là kim đan trung kỳ. Kim đan trung kỳ, Hạ Thiên lại yên tâm hơn. Người này cũng không có vấn đề, bây giờ điều quan trọng nhất chính là giải quyết Nam Cung Yến. Cậu biết Nam Cung Yến ở đâu sao? Mị Nhi mở miệng hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không biết, nhưng tôi cảm thấy người phụ nữ kia sẽ đến tìm tôi, vì nàng ta bây giờ rất căm hận tôi. Hạ Thiên suy đoán không sai, Nam Cung Yến thật sự rất căm hận hắn, thực tế bây giờ nàng đã rời khỏi ngọn núi tối qua dùng để luyện hóa Nguyên Anh, bây giờ đang bay vào thủ đô. Nam Cung Yến biết Hạ Thiên thầm chơi mình, vì vậy mà trong lòng cực kỳ tức giận, nàng hận không thể lập tức lột da rút gân đối phương. Lúc này nàng sở dĩ lựa chọn phương án báo thù Hạ Thiên ngay lập tức, nàng cũng không phải mất đi lý trí vì tức giận, thực tế là bây giờ nàng rất lý trí, mà lý trí nói cho nàng biết, Hạ Thiên sở dĩ lén tính kế cũng vì biết không đánh lại mình, nếu là đối phương thật sự nắm chắc phần thắng thì cần gì phải dở ra thủ đoạn hạ lưu như vậy. Hạ Thiên, bà sẽ dùng Nguyên Anh của ngươi để bồi đắp cho Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng. Nam Cung Yến thầm oán hận, nàng muốn đi tìm Hạ Thiên không phải chỉ vì báo thù, quan trọng là nàng nhìn trúng Nguyên Anh của hắn. Mục tiêu đang ở phía trước, Nam Cung Yến chợt đẩy mạnh tốc độ, vài phút sau nàng sẽ đến nơi gọi là Y Nhân Các, nàng sẽ giết chết Hạ Thiên để lấy Nguyên Anh của đối phương. Nam Cung sư tỷ. Đúng lúc này một âm thanh truyền vào trong tai Nam Cung Yến. Nam Cung Yến chợt ngây người. Nàng quay đầu, trong mắt không tự giác được có chút vui sướng, ánh mắt rơi lên sân thượng một tòa nhà lớn. Nhiếp sư đệ, sao lại là ngươi? Nam Cung Yến tỏ ra vui sướng, nàng thật sự vui sướng, đây đúng là buồn ngủ có người gối đầu, muốn tăng lên công lực thì có người tặng kim đan. Nam Cung sư tỷ, có tin tức gì của Nguyệt sư tỷ không? Trên mái nhà có một người đàn ông mặc áo xanh, dung mạo bình thường, không có gì quá đặc biệt. Người đàn ông này chính là tên đệ tử cuối cùng của Phiêu Miểu Tiên Môn ở thủ đô, Nhiếp Tử Hùng. Có chút tin tức, nhưng, Nhiếp sư đệ, người không cần phải đi tìm nàng ta. Nam Cung Yến khẽ cười nói. Nhiếp Tử Hùng chợt giật mình. Nam Cung sư tỷ, ta không hiểu rõ ý của tỷ, vì sao ta không cần đi tìm Nguyệt sư tỷ? Vì, Nam Cung Yến chợt nở nụ cười quỷ dị. Ngươi sẽ lập tức phải chết. Nam Cung Yến còn chưa nói dứt lời thì một luồng hào quang ngân sắc đã bắn về phía Nhiếp Tử Hùng. Nam Cung Yến nở nụ cười tàn nhẫn, nàng tất nhiên biết rõ thực lực của Nhiếp Tử Hùng, đối phương là một kim đan trung kỳ, mà tu vi kim đan kỳ trước mặt nàng thì căn bản không có lực chống đỡ. Tuy lần trước nàng thôn phệ Nguyên Anh thất bại nhưng lúc này thôn phệ một kim đan cũng không có vấn đề gì, đáng tiếc đối phương chỉ là kim đan trung kỳ, căn bản không làm cho công lực của nàng tăng lên quá nhiều. Một giây sau thì nụ cười trên mặt Nam Cung Yến chợt cô đọng, vì nàng phát hiện phi kiếm của mình đã thất thủ. Không phải chỉ nụ cười cô đọng lại, thậm chí tính mạng của nàng cũng cô đọng, vì khi phi kiếm của nàng thất bại thì một cánh tay nhìn có vẻ bình thường chợt thò ra bất bình thường, nó chụp lấy cổ họng nàng, dễ dàng bóp chặt. Trong mắt Nam Cung Yến tràn đầy vẻ khó tin, dù thế nào thì nàng cũng không ngờ một Nhiếp Tử Hùng kim đan trung kỳ sao có thể hùng mạnh như vậy. Một bóng người từ trên đỉnh đầu Nam Cung Yến bay ra. Nàng cố gắng thoát đi, nhưng lại một cánh tay bình thường thò ra cực kỳ quỷ dị, lại dễ dàng chụp được Nguyên Anh của Nam Cung Yến, sau đó khẽ bóp lại, Nguyên Anh biến mất, hình thần câu diệt. Không biết sống chết, Nhiếp Tử Hùng cũng không thèm liếc mắt nhìn qua thi thể của Nam Cung Yến, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu, sau đó chợt biến mất. Nửa giờ sau, một đôi uyên ương làm nhân viên văn phòng hẹn nhau lên sân thượng, sau đó cả hai cùng gào lên kinh thiên động địa. Thành phố Giang Hải. Kiều gia. Đinh lão tiên sinh, nghe nói ngài có một hạng mục kinh doanh muốn trao đổi với Kiều gia chúng tôi, không biết là hạng mục kinh doanh gì. Kiều Đông Hải nhìn ông lão đối diện, dùng giọng không nhanh không chậm nói. Ông lão này không phải là ai khác, chính là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam, là Đinh Hương. Kiều đại thiếu gia, ta chỉ muốn cùng Kiều tiểu thư nói về một hạng mục kinh doanh. Đinh Hương khẽ nhíu mày, rõ ràng cũng không hài lòng với sự xuất hiện của Kiều Đông Hải. Đinh lão tiên sinh, Tiểu Kiều bây giờ đang bận rộn nhiều việc, có gì ngài cứ nói với tôi là được. Kiều Đông Hải lười biếng nói, dù Đinh Hương là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam nhưng đối với hắn thì thật sự không tính là gì, tiền của Kiều gia còn nhiều hơn của Đinh Hương, mà thế lực của Kiều gia cũng mạnh hơn nhiều. Quan trọng là nơi đây chính là thành phố Giang Hải, không phải là thành phố Nhạc Nam, hắn đến gặp đã là nể mặt Đinh Hương, còn Kiều Tiểu Kiều, bây giờ cũng không phải ai cũng có thể gặp được. Kiều đại thiếu gia. Tôi có chuyện rất quan trọng, chỉ sợ cậu không thể làm chủ được.
Ninh Hương trầm ngâm một chút rồi nói. Ninh lão tiên sinh, chuyện của Kiều gia tôi có thể làm chủ, nếu là không thể thì tôi sẽ ngay lập tức thương lượng với Tiểu Kiều. Kiều Đông Hải có chút mất vui, hắn bây giờ coi như làm chủ Kiều gia, chỉ ngoài Tiểu Kiều là hắn không làm chủ được, căn bản tất cả những thứ khác không còn là vấn đề. Kiều đại thiếu gia, không gạt anh, trước khi đến đây thì tôi đã điều tra rõ về Kiều gia, tôi cũng biết bây giờ anh là người làm chủ ở Kiều gia, tất cả chuyện to nhỏ đều do anh làm chủ. Ninh Hương nâng ly lên làm một ngụm trà, sau đó lão buông ly xuống. Nhưng tôi vừa nói rồi, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với Kiều tiểu thư, mà cuộc trao đổi này cũng không phải liên quan đến chuyện kinh doanh của Kiều gia, chuyện này anh không thể làm chủ, vì nó có liên quan đến Hạ Thiên. Hạ Thiên sao? Kiều Đông Hải khẽ nhíu mày, hắn cuối cùng cũng ý thức được sự việc có chút phức tạp, cũng không phải như những gì hắn tưởng. Đúng vậy, tôi muốn làm ăn với Hạ Thiên. Nhưng tôi không biết Hạ Thiên ở chỗ nào, cũng không thể liên lạc được, vì vậy tôi muốn nói chuyện với Kiều tiểu thư. Theo tôi được biết thì Kiều tiểu thư có mối quan hệ mật thiết với Hạ Thiên, thậm chí có thể làm chủ thay cho Hạ Thiên. Ninh Hương chậm rãi nói, cũng giống như những gì lão đã nói, thật sự trước khi đến đã điều tra khá rõ. Ninh lão tiên sinh, vẫn là câu nói cũ của tôi, bây giờ Tiểu Kiều đang rất bận, dù ông muốn bàn điều gì thì cũng phải nói với tôi, mà tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Nếu Tiểu Kiều muốn, tôi sẽ liên lạc với ông. Kiều Đông Hải vẫn không thay đổi ý kiến, nói đùa sao, người muốn tìm Hạ Thiên mà sẽ được gặp Tiểu Kiều, như vậy Tiểu Kiều còn làm gì nữa? Kiều đại thiếu gia, tôi hy vọng cậu có thể nể mặt cho tôi trao đổi với Kiều tiểu thư. Ninh Hương trầm ngâm rồi nói. Nếu đã như vậy thì xin mời Đinh lão tiên sinh quay về. Kiều Đông Hải thật sự mất kiên nhẫn, đây không phải là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam sao? Em gái thiên tài của hắn cũng không phải ai muốn là được gặp, nàng nếu không muốn gặp thì đừng nói là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam, dù là giàu nhất thế giới cũng bó tay. Điều này, Ninh Hương ngây người, lão cũng không ngờ Kiều Đông Hải trực tiếp đuổi người như vậy, vì thế mà có chút chần chừ và thỏa hiệp. Kiều đại thiếu gia, nếu đã như vậy thì kính xin nói một câu với Kiều tiểu thư. Nói đi, Kiều Đông Hải thản nhiên nói, trước đó hắn khá khách khí với ông lão này, nhưng bây giờ thì khá lãnh đạm. Kính xin Kiều đại thiếu gia nói với Kiều tiểu thư, tôi muốn nói với Hạ Thiên một câu, Đinh Hương tôi sẽ dốc hết gia sản để đối lấy thuật trường sinh bất tử. Vẻ mặt Đinh Hương có chút nghiêm túc, rõ ràng rất chăm chú đối với vấn đề này. Cái gì, thuật trường sinh bất tử? Kiều Đông Hải chợt sững sờ, náo loạn nửa ngày thì ra đầu óc của ông lão này có vấn đề, muốn trường sinh bất tử sao? Đúng vậy, kính xin Kiều đại thiếu gia chuyển cáo những lời này dùm. Ninh Hương nói xong thì đứng lên. Tôi cáo từ trước. Ninh Hương nhanh chóng bỏ đi, mà Kiều Đông Hải sững sốt một lúc lâu, cuối cùng mới bấm số điện thoại của Kiều Tiểu Kiều. Y nhân các. Hạ Thiên đang đợi Nam Cung Yến đến tìm chết thì nhận được một tin tức cực kỳ kinh ngạc. Nam Cung Yến chết rồi sao? Hạ Thiên rất khó hiểu, dù hắn động tay động chân với Nguyên Anh của Quan Kiếm Hùng nhưng khá vội vàng, căn bản không chuẩn bị đầy đủ, vì thế chỉ làm thực lực đối phương bị hao tổn mà thôi. Không thể giết chết nàng được. Nhưng bây giờ nàng ta đã chết, điều này cũng quá quỷ dị rồi chứ. Chương 1434, kiếp sau làm một con rùa đen. Vợ Mỹ Nhi, tin tức của chị không sai đấy chứ. Hạ Thiên lúc này cũng không khỏi ngờ về tin tức của Mỹ Nhi, Nam Cung Yến sao có thể chết đột ngột như vậy. Cũng quá ly kỳ rồi. Nếu cậu không tin thì cứ tự mình đến mà xem. Mỹ Nhi tức giận nói. Thi thể còn nguyên tại chỗ. Vợ Mỹ Nhi, chị nói rất đúng, tôi hẳn là nên đi xem. Hạ Thiên khẽ gật đầu, Nam Cung Yến chết đi quá đột nhiên, cũng quá ly kỳ, hắn phải tự mình đến xem mới được. Nếu Nam Cung Yến thật sự chết vì bị mình lén ám toán thì là chuyện tốt, nhưng nếu chết trên tay người khác thì có chút phiền phức. Thì cứ đi đi, chỗ kia cách đây không xa. Mỹ Nhi thản nhiên nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn lóe người vào trong phòng y tiểu âm. Vợ y y. Chúng ta nên ra ngoài một chuyến. Là cậu ra ngoài, không liên quan gì đến tôi. Y tiểu âm thản nhiên nói. Vợ y y, nơi này không an toàn, tôi phải đưa chị cùng đi. Hạ Thiên lập tức ôm lấy vòng eo của y tiểu âm, sau đó lóe người ra khỏi phòng. Đưa A Cửu theo. Y tiểu âm vội vàng hô lên. Tên khốn Hạ Thiên, mau buông tiểu thư ra. A Cửu lúc này mới xông ra khỏi phòng. Nhưng A Cửu còn chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên đã ở bên cạnh, sau đó hắn vung tay, cũng ôm nàng lên. Nàng lập tức mở miệng mắng.
thả ta ra, tên cầm thú vô sỉ này. Vợ Mị Nhi, đi thôi. Hạ Thiên lại không quan tâm đến A Cửu. A Cửu, đừng mắng, vô dụng thôi. Y Tiểu Âm lúc này khẽ nói một câu, bây giờ nàng tương đối chấn định. A Cửu cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, nàng thật ra cũng biết mắng Hạ Thiên là vô dụng, nhưng nàng thật sự không nhịn được phải muốn mắng. Vợ Y Y, bây giờ chị rất ngoan, biết không cho nha đầu kia làm phiền tôi. Hạ Thiên cười hì hì tán thưởng Y Tiểu Âm một câu. Y Tiểu Âm không quan tâm đến Hạ Thiên, Mị Nhi cũng không cần ai lên tiếng, nàng lóe người đi ra khỏi Y Nhân Các. Hạ Thiên cũng không nói gì mà lóe người theo sau. Vài phút sau bọn họ đến bên cạnh thi thể của Nam Cung Yến. Cô ta chết rồi sao? Y Tiểu Âm hô lên kinh ngạc, nàng liếc mắt đã nhận ra thi thể kia chính là Nam Cung Yến hôm qua đến làm phiền bọn họ, nàng cũng coi như đã biết mục đích của Hạ Thiên. Mị Nhi đuổi nhân viên ở hiện trường đi chỗ khác. Hạ Thiên đã buông Y Tiểu Âm và A Cửu ra, chuẩn bị xem xét cái chết của Nam Cung Yến. Chỉ sau một lát thì vẻ mặt Hạ Thiên đã trở nên khó coi. Không vì cái chết của Nam Cung Yến quá phức tạp, mà vì cái chết của nàng quá đơn giản, thực tế không cần một hạ thần y như hắn khám nghiệm, tùy tiện là người bình thường cũng có thể thấy nàng chết như thế nào. Vì ai cũng có thể thấy rõ cổ họng của Nam Cung Yến bị bóp nát. Đối với Hạ Thiên thì đây không phải là một tin tức tốt. Dù trước đó Hạ Thiên cho rằng Nam Cung Yến bị mình lén mưu mô mà chết có khả năng không lớn, nhưng hắn vẫn hy vọng đó là sự thật, nhưng bây giờ thì hắn biết rõ nàng chết đi không liên quan đến mình. Thế nào, biết ai sát hại cô ta chưa? Mị Nhi mở miệng hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, vẻ mặt rất khó coi. Trong cơ thể của cô ta không còn chút độc dược nào, kinh mạch cũng không có dấu hiệu bị thương tổn, có thể thấy trước khi chết thì thực lực không hao tổn. Trên người cô ta hầu như không có vết thương khác. Chỉ có một vết thương chí mạng ở chỗ này, điều này nói rõ cô ta không có tranh đấu với kẻ địch, nói chung là bị một kích chí mạng. Nói cách khác thì kẻ địch mạnh hơn cô ta rất nhiều. Cô ta là Nguyên Anh trung kỳ, người kia ít nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ, hoặc có thể là tu vi cao hơn. Sau đó Hạ Thiên chợt lắc đầu. Nhưng rõ ràng là không có đạo lý, trong 12 người đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn đến đây đều không vượt qua mức cao thủ Nguyên Anh trung kỳ, vậy ai có thể giết chết cô ta? Có thể là Cơ Thanh Ảnh không? Mị Nhi suy nghĩ rồi hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Người phụ nữ kia có thể đơn giản xử lý Nam Cung Yến nhưng chắc chắn không phải cô ta ra tay. Nếu cô ta thật sự đến đây thì sẽ đến tìm tôi. Hơn nữa nếu nàng xuất hiện ở đây thì tôi có thể nghe thấy hương vị trong không khí. Ủa? Sao vậy? Mị Nhi không khỏi hỏi. Trong không khí có một hương vị rất cổ quái, hình như là mùi máu tươi, nhưng hình như cũng không phải. Hạ Thiên khẽ nhíu mày. Tôi sẽ đi xem thế nào. Hạ Thiên chưa nói đứt lời thì đã biến mất. 10 giây sau Hạ Thiên về lại sân thượng tòa nhà, vẻ mặt cổ quái. Có phát hiện gì sao? Mị Nhi lại hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Vợ Mị Nhi, chúng ta về thôi. Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì đã ôm Y Tiểu Âm và A Cửu biến mất. Trong nháy mắt thì bọn họ đã quay về Y Nhân Các, hắn buông Y Tiểu Âm và A Cửu ra, sau đó ngồi vào trong đình. Không nói lời nào, bộ dạng chăm chú như đang suy xét. Vấn đề, cậu nghĩ gì vậy? Mị Nhi thấy Hạ Thiên chăm chú như vậy thì không nhịn được phải hỏi một câu. Vợ Mị Nhi, tất nhiên tôi nhớ đến chị. Hạ Thiên phục hồi tinh thần lại, hắn cười hì hì với Mị Nhi. Tôi đang ở đây, cậu có ý nghĩ quỷ quái gì vậy? Mị Nhi tức giận nói. Hạ Thiên đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, chuông điện thoại là một âm thanh quen thuộc. Ông xã, điện thoại kia. Đây là tiếng chuông điện thoại làm bạn với Hạ Thiên trong vòng vài tháng, bây giờ đã thuộc về Kiều Tiểu Kiều. Hắn tất nhiên sẽ nhận điện thoại không chút do dự. Vợ, nhớ anh không? Không cần gấp, vài ngày nữa anh sẽ về Giang Hải. Chồng, bây giờ anh còn ở thủ đô chứ? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Đúng vậy, anh đang ở thủ đô. Hạ Thiên trả lời. Đúng rồi, chồng. Có chuyện muốn hỏi anh có quen một người tên là Đinh Hương không? Ông ta là nhà giàu nhất thành phố Nhạc Nam. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói đến chuyện chính sự. Vợ, ông già kia làm gì vậy? Hạ Thiên không đợi Kiều Tiểu Kiều nói xong mà dùng giọng kỳ quái hỏi. Là thế này, Đinh lão tiên sinh kia mời tôi nói một câu với cậu, ông ấy nói sẽ nguyện ý bỏ hết gia sản để đổi lấy thuật trường sinh. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Nàng sau khi biết được chuyện này từ Kiều Đông Hải thì trong lòng có chút kỳ quái, Đinh Hương sao biết chồng mình có thuật trường sinh. Cũng vì kỳ quái nên nàng mới hỏi thăm Hạ Thiên.
lão già kia muốn trường sinh sao? Hạ Thiên rất mất vui, hắn không có hảo cảm với đối phương, nguyên nhân cũng đơn giản, ai bảo lão già chết tiệt kia trước đó giúp đỡ cho đám đệ tử Phiêu Miểu Tiên Môn. Nếu trước đó hắn không vội rời khỏi thành phố Nhạc Nam thì đã ra tay bắt lấy lão già kia, bây giờ lão còn muốn trường sinh. Đúng là mơ mộng hão huyền. Hạ Thiên nghĩ vậy thì nói vào trong điện thoại. Vợ, nói lại với ông lão chết tiệt kia, nói rằng chết sớm một chút để đầu thai làm rùa đen, có thể trường sinh. Phì. Kiều Tiểu Kiều ở bên kia cười thành tiếng, đồng thời có chút bất đắc dĩ, chồng nàng nói lời khá cay nghiệt, rõ ràng bảo người ta đầu thai làm rùa đen. Tất nhiên nàng cũng hiểu ý của Hạ Thiên, hắn không có hứng với gia sản của Đinh gia, cũng không muốn cho đối phương thuật trường sinh gì cả. Chồng, tôi biết nói với ông ấy thế nào rồi. Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng cúp điện thoại, bây giờ nàng rất bận, nhóm Diệp Mộng Oánh đã lên Thanh Phong Sơn, vì thế lúc này nàng có rất nhiều việc cần xử lý. Hạ Thiên cúp điện thoại và thầm nói một câu. Lão già chết tiệt kia còn muốn trường sinh, nếu không phải bây giờ mình không có mặt ở Giang Hải, mình sẽ cho đối phương ra đi. Bây giờ cậu có tính toán gì không? Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Mị Nhi không khỏi hỏi một câu. Tuy Nam Cung Yến đã chết nhưng vẫn còn hai người thu tiên nữa, một là Nhiếp Tử Hùng, hai là người giết Nam Cung Yến, cậu định đối phó với bọn họ thế nào? Mị Nhi dừng lại một chút rồi bổ sung. Nhưng chúng ta chỉ có thể đối phó với Nhiếp Tử Hùng, người xử lý Nam Cung Yến thật sự rất phiền, sợ rằng đối phương cũng không đến gây phiền cho chúng ta. Vợ Mị Nhi, điều này rất khó nói, kẻ địch của kẻ địch cũng chưa chắc là bằng hữu. Hạ Thiên lại lắc đầu. Tôi cảm thấy có gì đó là lạ, những tên ngốc này đều đến tìm thần tiên tỷ tỷ sao? Nhưng bây giờ sao tôi thấy có hơn phân nửa không muốn cho thần tiên tỷ tỷ quay về? Nếu xem xét ra thì trước nay trong 8 người chỉ có Hàn Minh Phi và Bạch Vân Sơn là miễn cưỡng muốn thần tiên tỷ tỷ quay về, mà sư phụ của thần tiên tỷ tỷ muốn tìm chị ấy về, sao lại đưa đến đây một đám đệ tử thế này? Chẳng lẽ sư phụ của thần tiên tỷ tỷ cũng là thằng ngu? Ngay sau đó Hạ Thiên lại lắc đầu. Không đúng, thần tiên tỷ tỷ có nói, sư phụ của nàng rất lợi hại, không riêng gì tu vi cao, tâm trí cũng hơn người. Cậu nói vậy thì rõ ràng rất kỳ quái. Mị Nhi khẽ vuốt cằm, thật sự là Phiêu Miểu Tiên Môn mất nhiều tâm cơ để tìm Nguyệt Thanh Nhã, theo lý thì những đệ tử đến tìm Nguyệt Thanh Nhã phải tương đối đáng tin mới đúng. Nếu trong số 12 tên đệ tử có một vài người xuất hiện dị tâm thì có thể tin được, nhưng nếu trong 8 người có 6 người có vấn đề thì không quá bình thường. Cũng không biết yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh đang làm gì, đang chạy đi đâu. Hạ Thiên có chút phiền não, sau đó hắn lắc đầu. Thôi bỏ, trước tiên không nghĩ về vấn đề này nữa. Nghĩ biện pháp tìm Nhiếp Tử Hùng cái đã. Nếu không thì thế này, vợ Mị Nhi, chúng ta thử vận may xem, chúng ta đưa ra chút thông báo, nếu có người biết được đám Quan Kiếm Hùng thì chính là Nhiếp Tử Hùng. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, bây giờ hắn cũng không có ý nghĩ gì tốt, khi vợ Mị Nhi bắt cát sư đệ thì cũng không ép lấy hình của Nhiếp Tử Hùng, nếu không thì sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chương 1435, nguy cơ không nhìn rõ. Được rồi, cứ như vậy đi. Tôi sẽ sắp xếp chuyện này. Mị Nhi khẽ gật đầu. Tôi đi trước, còn nữa, tôi sẽ không quay lại, nếu muốn đến tìm thì đi căn cứ ám tổ. Mị Nhi cũng không quan tâm đến sự đồng ý của Hạ Thiên, nàng nói xong thì lóe người biến mất. Hạ Thiên cũng không có biện pháp, thân pháp của Mị Nhi ngày càng thuần thục, không đúng, phải nói là mỗi giờ càng thêm thuần thục, vì vậy mà uy lực càng lúc càng lớn, nếu nàng muốn bỏ đi, hắn cũng không có biện pháp cản lại. Cũng may Hạ Thiên bây giờ không lo đến vấn đề an toàn của Mị Nhi, hơn nữa Mị Nhi lại ở cùng chỗ với Mộc Hàm, vì vậy mà cả hai càng thêm an toàn. Nam Cung Yến kia thích nuốt Nguyên Anh đã chết, bây giờ mình có nên biến vợ tóc vàng thành cao thủ kim đan kỳ không? Hạ Thiên không khỏi bắt đầu suy xét về vấn đề này. Nếu Nam Cung Yến chết trên tay Hạ Thiên, như vậy hắn sẽ không chút do dự thi triển đệ ngũ châm cho Mộc Hàm, nhưng những gì xảy ra ở thủ đô làm cho hắn cảm thấy không đúng. Tuy chỉ trong vài ngày đã xử lý được 4 tên đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn, nhưng trong số 4 tên này không ai do hắn ra tay. Tất nhiên nếu nói một cách nghiêm khắc thì sư đệ của Quan Kiếm Hùng chết đi là do hắn khống chế, dù sao thì các sư đệ cũng bị Mị Nhi giết chết, mà Quan Kiếm Hùng thì chết trong tay Nam Cung Yến, đây cũng là nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng ngoài Quan Kiếm Hùng và các sư đệ thì Nam Cung Yến và Hoa Hương Hương chết đi đều có chút quỷ dị, Hoa Hương Hương chết đi trước mặt hắn một cách ngoài ý muốn. Điều này làm cho hắn cảm thấy một nguy cơ lớn. Thật ra Hạ Thiên cảm thấy sự việc rất đơn giản, người của Phiêu Miểu Tiên Môn muốn đưa thần tiên tỷ tỷ quay về,
mà hắn thì không muốn thần tiên tỷ tỷ rời đi, vì vậy hắn phải làm mọi cách để xử lý đối phương. Tuy 12 tên đệ tử kia có sắp xếp phức tạp, dù hắn đã giải quyết được hơn phân nửa, nhưng vẫn cảm thấy khả năng ngày càng khó. Sớm biết như vậy thì mình nên đi tìm tên cát sư đệ kia. Hạ Thiên có chút hối hận, chuyện này là thất sách của hắn, hắn chỉ lo thoát khỏi hiểm nghi mà quên chuyện quan trọng. Nếu hắn tự mình ra tay xử lý tên họ cát kia, sau đó thôi miên đối phương, hắn sẽ biết thêm nhiều chuyện. Lúc này hắn hầu như không biết gì về những đệ tử còn sống của Phiêu Miểu Tiên Môn, như vậy muốn làm gì cũng rất phiền. Ví dụ như lúc này hắn phát hiện ra một việc, đó là ngoài việc chờ đối phương đến thăm, căn bản hắn không còn đối sách gì khác. Hạ Thiên suy tư nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định đợi vài ngày xem xét tình huống rồi nói sau. Ba ngày trôi qua. Ba ngày qua Hạ Thiên luôn ở trong Y Nhân Các, nhưng hắn cơ bản đều ngồi chờ trong đình, cũng không đi đùa giỡn Y Tiểu Âm, đến tối cũng trực tiếp ngủ trong đình, chưa từng đến phòng của nàng, điều này làm cho nàng và A Cửu cảm thấy kỳ quái, tên kia bị nhiễm bệnh rồi sao? Tất nhiên Y Tiểu Âm và A Cửu cảm thấy kỳ quái nhưng Hạ Thiên như vậy thì quá tốt, dù Y Tiểu Âm đã chuẩn bị tâm lý vò sứt lại mẻ, nhưng đó là lựa chọn bất đắc dĩ của nàng, cũng không phải nàng muốn như vậy. Nàng thật ra rất thích tình huống vào lúc này. Trong thời gian 3 ngày thì thủ đô cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhưng các đại gia tộc đều phát hiện ra sự có mặt của Hạ Thiên, mỗi khi hắn xuất hiện thì đám công tử ăn chơi phải trở nên ẩn giấu, không ai muốn đắc tội với hắn. Tất nhiên mỗi khi Hạ Thiên xuất hiện ở thủ đô thì có rất nhiều người chờ mong hắn nhanh chóng bỏ đi. Trong 3 ngày qua còn có một thông báo được dán khắp thủ đô, nhưng Hạ Thiên đợi 3 ngày mà không có tin tức gì khác. Nhưng hắn tin nếu Nhiếp Tử Hùng còn ở thủ đô, như... vậy nhất định sẽ nhìn thấy thông báo kia, lúc này đối phương không xuất hiện, hình như chỉ có hai khả năng, một là đàn ông không dám xuất hiện, hai là đã rời khỏi thủ đô. Cái chết của Tống Vệ Dân thật sự không làm bùng lên những ngọn sóng ở thủ đô, Tống gia rất ẩn nhẫn xử lý chuyện hậu sự của Tống Vệ Dân, nhưng cũng không ném hoài nghi lên đầu Hạ Thiên. Chỉ nghe nói anh của Tống Vệ Dân là Tống Vệ Quốc đã về thủ đô để âm thầm điều tra. Nhưng sau khi lấy được tin tức từ cảnh sát thì Tống Vệ Dân điều tra về vụ của Quan Kiếm Hùng và các sư đệ, tất cả đều bình thường, mà thi thể của Quan Kiếm Hùng cũng được ám tổ tìm được, sau đó đưa đến Tống gia, xem như có câu trả lời cho Tống Vệ Dân. Tống Ngọc Mị cũng không về thủ đô, nguyên nhân rất đơn giản, nàng đang ở trên Thanh Phong Sơn, căn bản không nhận được tin. Còn Tống Tử Canh lúc đầu tìm Tống Vệ Dân điều tra vụ án, nghe nói vì cảm thấy có lỗi với Tống gia mà tự sát. Rốt cuộc có phải lão tự sát hay không thì không ai quan tâm, dù sao thì Tống Tử Canh cũng là tiểu nhân vật, không ai quan tâm. Đến mức này là dừng, sự kiện Tống Vệ Dân chết đi coi như vẽ lên một vòng tròn, nghe nói sau sự kiện này thì ở thủ đô càng coi trọng Thiên Đạo Tổ, nếu không có Thiên Đạo Tổ thì... ai sẽ giải quyết những kẻ như Quan Kiếm Hùng? Tất nhiên 3 ngày qua Hạ Thiên cũng không phải chẳng có thu hoạch gì, Mộc Hàm đưa đến cho hắn một tấm ảnh chụp vệ tinh, đó là sân thượng tòa nhà mà Nam Cung Yến bị giết. Tấm hình chụp lúc Nam Cung Yến chưa bị người ta xử lý. Trong tấm ảnh là Nam Cung Yến còn sống, đối diện với nàng là một người đàn ông bình thường, hắn mặc áo màu xanh, cách ăn mặc không giống người hiện đại, vì vậy Hạ Thiên có thể khẳng định người này đến từ Phiêu Miểu Tiên Môn, ít nhất cũng là đến từ Đại Lục Tiên Vân. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu nghi ngờ, lần này người của Đại Lục Tiên Vân đến đây cũng không phải chỉ có 12 tên đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn. Hạ Thiên cũng có thể xác định người đàn ông kia chính là kẻ đã giết Nam Cung Yến, điều này cũng có nghĩa là ở thủ đô đang có một nhân vật nguy hiểm, là một người đàn ông trẻ tuổi không ai biết tên. Vài ngày qua Mộc Hàm và Mị Nhi đều sai người đi điều tra người đàn ông kia, tuy nhiên lại không có thu hoạch gì cả. Thần tiên tỷ tỷ còn chưa có tin tức gì, xem ra còn chưa tìm được phương án nào để gia tăng công lực. Sáng hôm nay Hạ Thiên ngồi trong đình ở Y Nhân Các, hắn lầm bầm lo lắng. Sự việc phát triển giống như vượt quá kế hoạch của hắn. Này, ăn sáng thôi. Một âm thanh bất mãn vang lên, sau đó một túi nhỏ bay về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thuận tay nhận lấy, lại là một túi bánh bao hấp, hắn ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy bóng lưng của A Cửu. Hôm nay Y Tiểu Âm thật sự đối xử tốt với hắn một chút, rõ ràng cho A Cửu mua thức ăn sáng cho hắn, đây xem ra cũng là kỳ tích. A Cửu cũng nghĩ mãi mà không rõ, tiểu thư muốn làm gì vậy? Tiểu thư, chỉ việc gì phải đối xử tốt với tên khốn kia như vậy? A Cửu vào trong nhà mà không nhịn được phải hỏi. Vài ngày qua cậu ta làm tốt công tác bảo vệ, tôi tất nhiên sẽ đối đãi như với một bảo vệ. Y Tiểu Âm thản nhiên nói. Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ coi cậu ta là một vệ sĩ bình thường mà thôi.
A Cửu suy nghĩ rồi thấy ba ngày qua Hạ Thiên kia thật sự như một vệ sĩ, vì vậy mà nàng cũng yên lòng, chỉ cần không phải tiểu thư thích tên khốn kia là được. Hạ Thiên cuối cùng cũng ăn sạch túi bánh bao hấp, cuối cùng lóe người đi vào phòng của Y Tiểu Âm. Anh muốn làm gì? A Cửu chợt kinh hoàng, sau đó nàng chợt tức giận, người này đúng là, vừa nói hắn giống như một vệ sĩ bình thường, bây giờ lại mất bình thường. Vợ Y, chỉ có muốn chính thức làm người tu tiên không? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Có ý gì? Y Tiểu Âm thật ra cũng không quá rõ về vấn đề người tu tiên. À, vợ Y, là thế này, chỉ có kết thành kim đan mới chính thức bước chân vào cửa chính tu tiên. Hạ Thiên giải thích, sau đó nói về chỗ tốt của kim đan kỳ, ví dụ như ngự khí phi hành, còn giữ mãi tuổi xuân, v.v. Nam Cung Yến vừa chết đi thì Hạ Thiên có chút do dự, nhưng hắn đợi ba ngày không có động tĩnh gì, vì vậy mà cũng không muốn chờ đợi thêm. Hắn thấy dù đang vào thời điểm đặc thù, ví dụ như có một kẻ tu tiên nguyên anh kỳ chuyên nuốt kim đan và nguyên anh của người tu tiên, như vậy cao thủ kim đan kỳ sẽ tương đối nguy hiểm, nhưng vào đa số tình huống khác thì cao thủ kim đan kỳ luôn an toàn hơn người bình thường. Vì vậy cuối cùng hắn cũng quyết định trước tiên giúp Y Tiểu Âm và Mộc Hàm trước rồi nói sau. Sở dĩ hắn muốn thi châm cho Y Tiểu Âm trước, cũng vì bây giờ hắn ở gần bên nàng hơn, ngược lại cũng không vì yêu nàng hơn, thực tế hắn thích Mộc Hàm hơn. Không có người nào từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, tất nhiên tôi cũng không thể. Nếu cậu tình nguyện biến tôi thành người tu tiên, tôi sẽ tình nguyện. Sau khi nghe xong lời giải thích của Hạ Thiên thì Y Tiểu Âm thật sự khá bình tĩnh. Nhưng tôi muốn nói với cậu, dù cậu giúp tôi như vậy thì tôi sẽ không cảm tạ, mà cậu phải thi châm cho cả A Cửu, nếu không tôi sẽ bảo trì trạng thái hiện tại. Không có vấn đề. Hạ Thiên lại đồng ý. Thành phố Giang Hải. Trong khu biệt thự của Kiều gia. Đinh lão tiên sinh, tôi đã nói rõ ràng với ông rồi, Hạ Thiên không có hứng với hạng mục kinh doanh của ông sao lại cứ dây dưa như vậy? Kiều Đông Hải nhìn Đinh Hương, trong giọng nói tràn đầy bất mãn, ông lão này đã đến đây 3 ngày, mà ngày đầu tiên đã nói rõ ràng nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Chương 1436, Mỹ Nhân Tây Đô. Kiều đại thiếu gia, tôi hy vọng anh hiểu quyết tâm của tôi có thể dốc hết gia sản vì thuật trường sinh. Cũng có thể trả giá tất cả vì nó. Ninh Hương nhìn Kiều Đông Hải, trong mắt mơ hồ có chút phẫn nộ, còn có chút không cam lòng. Ninh lão tiên sinh, cũng không phải người nào cũng có hứng thú với gia sản của ông. Kiều Đông Hải có chút mất kiên nhẫn. Ông cho rằng ông có nhiều tiền sao? Hạ Thiên còn có nhiều tiền hơn cả ông, vì vậy hắn sẽ không quan tâm đến chút tiền của ông. Đây là cậu ấy thiếu nợ tôi. Ninh Hương chợt giống lên giận dữ. Nếu không phải cậu ta giết chết vài vị tiên nhân, tôi còn đến cầu xin làm gì? Đinh lão tiên sinh, tôi thấy rõ ràng là ông đầu óc không được thanh tỉnh cho lắm. Kiều Đông Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn vung tay lên. Người đâu, tiễn Đinh lão tiên sinh ra ngoài, nếu đầu óc không thanh tỉnh thì trực tiếp đưa đến bệnh viện. Hai người đàn ông cao lớn nghe nói như vậy thì đi về phía Đinh Hương, bộ dạng giống như muốn áp tải đối phương ra khỏi Kiều gia. Kiều đại thiếu gia. Không cần anh đưa, tự tôi sẽ đi ra. Ninh Hương đứng lên, lúc này cặp mắt có vẻ hơi đục lại trở nên cực kỳ lợi hại, lão nhìn chằm chằm vào Kiều Đông Hải, giọng điệu khá trầm thấp. Tôi chỉ nói cho cậu biết một câu cuối cùng, Ninh Hương tôi đã không tiếc tất cả, cũng có thể không từ thủ đoạn. Kiều Đông Hải phất tay, hắn tỏ ý cho hai người đàn ông lui lại, sau đó hắn đứng lên đi về phía trước một bước. Ninh lão tiên sinh, tôi có thể coi đó là lời uy hiếp của ông không? Kiều đại thiếu gia, tôi chỉ để cậu nhắn một lời cho Hạ Thiên mà thôi. Ninh Hương hoàn toàn không quan tâm. Ông nên cảm thấy may mắn, nếu bây giờ Hạ Thiên ở đây thì ông đã chết rồi. Kiều Đông Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ninh Hương. Tặng ông một chữ, cút. Kiều Đông Hải bây giờ thật sự nổi giận, Ninh lão đầu này muốn uy hiếp mình sao? Đúng là không biết sống chết. Ninh Hương hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Sau khi đợi Ninh Hương rời khỏi Kiều gia. Kiều Đông Hải gọi một cuộc điện thoại. Sắp xếp hai người theo sát Đinh lão đầu 24/24. Kiều Đông Hải cũng không quá quan tâm đến lời uy hiếp của Đinh Hương, tất nhiên về đề phòng mà hắn cần cho người theo sát đối phương. Còn chưa đến 12 giờ trưa thì Hạ Thiên ra khỏi Y Nhân Các, mà lúc này lại có thêm hai cao thủ kim đan kỳ trên thế giới. Đối với Hạ Thiên bây giờ thì việc tạo ra một cao thủ kim đan kỳ thực chất chỉ khó hơn dùng cơm một chút mà thôi. Thậm chí cũng không quá một thời gian dùng cơm. Vì vậy mà chỉ sau 2 giờ Y Tiểu Âm và A Cửu đều trở thành cao thủ kim đan kỳ,
chính thức bước vào cánh cửa tu tiên, mà Hạ Thiên sau khi nói vài vấn đề về tu tiên thì rời khỏi Y Nhân Các. Sở dĩ Hạ Thiên phải đưa Y Tiểu Âm và A Cửu trở thành cao thủ kim đan kỳ không chỉ vì cái chết của Nam Cung Yến vài ngày trước, còn vì hắn đã muốn rời khỏi đây, dù sao thì mục tiêu lớn nhất của hắn khi đến thủ đô cũng không phải là vì chơi bời với vợ, hắn chỉ muốn giải quyết đám kẻ địch ở Phiêu Miểu Tiên Môn. Hạ Thiên quyết định quay về Thanh Phong Sơn, tuy thần tiên tỷ tỷ còn chưa tìm ra được pháp quyết gia tăng công lực nhưng hắn vẫn có ý muốn quay về. Hắn thật sự không hiểu quá rõ về Phiêu Miểu Tiên Môn hay Đại Lục Tiên Vân. Hắn cần quay về, hắn cần nói những gì mình không hiểu cho thần tiên tỷ tỷ, có lẽ thần tiên tỷ tỷ sẽ cho ra đáp án. Còn chuyện ở thủ đô, bây giờ có Mị Nhi ở đây, Hạ Thiên cũng không quá lo lắng. Dù sao thì Mị Nhi tự bảo vệ mình cũng không phải là vấn đề gì lớn, nếu thật sự gặp phải kẻ thù hùng mạnh, Mị Nhi có thể tự lo được một thời gian và chờ hắn đến cứu viện. Hạ Thiên nhanh chóng đi đến căn cứ ám tổ, hắn biết lúc này Mộc Hàm đang ở trong căn cứ. Khi hắn rời khỏi thủ đô thì muốn biến nàng thành cao thủ kim đan kỳ. Một giây trước Hạ Thiên bước vào căn cứ ám tổ, một giây sau hắn đã xuất hiện bên cạnh Mộc Hàm. Lúc này nàng không ở trong ký túc xá, nàng đang ở trong một căn phòng ở khu căn cứ, mà gian phòng này chính là văn phòng của Thiên Đạo Tổ. Thiên Đạo Tổ dù có rất nhiều người phối hợp làm việc nhưng bây giờ chỉ có 4 thành viên chính thức, đó là Hạ Thiên, Mị Nhi, Mộc Hàm và Tống Ngọc Mị. Mị Nhi và Mộc Hàm trường kỳ ở thủ đô. Vì vậy mà lúc này trong văn phòng chỉ có 2 nàng mà thôi. Chồng đến rồi à? Tuy Mị Nhi tu vi rất cao nhưng người đầu tiên phát hiện ra Hạ Thiên chính là Mộc Hàm. Khi thấy Hạ Thiên xuất hiện thì Mộc Hàm thật sự vui vẻ, sau đó nàng quăng người vào trong lòng hắn. Chồng, thật ra tối nay tôi muốn điện thoại cho cậu. Cam lòng rời khỏi Y Nhân Các sao? Mị Nhi liếc mắt nhìn Hạ Thiên, rõ ràng nàng có chút bất mãn vì vài ngày qua hắn đều đợi ở Y Nhân Các. Hạ Thiên dùng một tay ôm Mộc Hàm, tay kia ôm Mị Nhi, đáng tiếc là ôm vào khoảng không. Mị Nhi đã biến mất, sau đó nàng lại xuất hiện cách hắn vài mét. Hạ Thiên chỉ có thể chịu thua, Mị Nhi trở nên lợi hại hơn, muốn động vào cũng khó. Mị Nhi, trách không được chồng luôn nói cô keo kiệt, cô thật sự có chút keo kiệt. Mộc Hàm cười hì hì nói. Chị cho rằng ai cũng như mình sao? Mị Nhi tức giận phản bác. Vợ Mị Nhi, tôi sắp đi rồi. Chị không thể cho tôi ôm một cái sao? Hạ Thiên nhìn Mị Nhi, hắn có chút buồn bực, hắn dù sao cũng là cao thủ nguyên anh kỳ, sao không làm gì được một kim đan kỳ như Mị Nhi? Phải đi sao? Mị Nhi có chút sững sờ. Mộc Hàm không phải còn chưa điện thoại cho cậu sao? Cậu đã biết rồi à? Hạ Thiên chợt sững sờ. Tôi biết cái gì? Chồng, cậu muốn thế nào? Mộc Hàm cũng có chút ngạc nhiên. Tôi muốn quay về Thanh Phong Sơn một chuyến. Muốn hỏi thần tiên tỷ tỷ về một chuyện. Hạ Thiên tất nhiên cũng không giấu giếm, sau đó hắn lại hỏi. Vợ Mị Nhi, chị nói xem đó là chuyện gì. Chồng, chúng ta có thể tìm ra người giết Nam Cung Yến. Mộc Hàm đón lời. Tôi định điện thoại cho cậu, không ngờ cậu đã đến trước rồi. Tìm được hắn sao? Hạ Thiên chợt kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi. Hắn ở đâu? Tây Đô. Mộc Hàm đáp lời. Nhưng không xác định được vị trí cụ thể. Tây Đô sao? Hạ Thiên ngẩn người. Tây Đô ở đâu? Ở phía Tây Bộ, Tây Đô là tỉnh lỵ của tỉnh Thiểm An. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Thật ra sở dĩ nói có thể tìm được hắn vì công lao của Yêu Yêu, vì trước kia Yêu Yêu có viết ra một phần mềm máy tính, mượn camera và vệ tinh khắp nơi để phân biệt gương mặt người khác. Sau khi chúng ta tìm ở thủ đô vài ngày mà không có kết quả thì lợi dụng danh nghĩa của Thiên Đạo Tổ để sử dụng phần mềm kia trên máy tính siêu tốc, sau đó tìm được người kia. Nhưng bây giờ vị trí của đối phương lại vượt quá dự đoán của chúng ta, rõ ràng là ở thành phố Tây Đô, càng kỳ quái là chúng ta cũng chỉ phát hiện ra tung tích của hắn một lần mà thôi, thậm chí căn bản không biết hắn đi đến Tây Đô bằng cách nào, vì vậy tôi nghĩ rằng đợi đến khi xác nhận thật sự mới điện thoại cho cậu. Thành phố Tây Đô, thuộc Tây Bộ sao? Trong đầu Hạ Thiên chợt lóe lên một luồng hào quang, sau đó hắn chợt hiểu ra, có 4 phía là Đông Tây Nam Bắc, bây giờ chỉ còn phương Tây mà thôi, xem ra một tổ 4 người còn lại ở trong thành phố Tây Đô, ít nhất cũng ở gần thành phố Tây Đô. Hạ Thiên lập tức thay đổi kế hoạch, hắn không quay về Thanh Phong Sơn mà chạy đến thành phố Tây Đô. Thành cổ Tây Đô là một địa phương khá nổi tiếng. Cho đến ngày nay thì thành cổ có nhiều phần bị hư hại, nhưng khí chất cổ xưa vẫn chưa tiêu tán. Lúc chạng vạng tối có một cô gái mặc cổ trang đi trên đường cái, nàng mặc cung trang xanh biếc, tóc đen da trắng, mũi ngọc mắt sáng giống như một công chúa.
cô gái mặc cung trang này đi trên đường thật sự thu hút nhiều người, làm cho nhiều kẻ phải quay đầu, càng có nhiều nam nữ nhìn chằm chằm vào nàng. Đàn ông nhìn nàng cũng vì nàng quá đẹp, dù là công chúa trên TV cũng không bằng một phần vạn của nàng, mà phụ nữ nhìn cũng vì nàng quá đẹp làm cho bọn họ ghen ghét. Trên đường vang lên những âm thanh khá lớn, vì có quá nhiều người nhìn mỹ nữ mà cuối cùng sinh ra tai nạn xe, hồng nhan tai họa, chuyện này thật sự là thật không giả. Hai tên cảnh sát thấy tình hình giao thông rối loạn mà cảm thấy không đúng, một nữ cảnh sát thậm chí đi về phía mỹ nữ mặc cung trang kia, chuẩn bị khuyên can mỹ nữ bỏ đi chỗ khác. Cô gái xinh đẹp kia nhìn chung quanh, mặt mũi có vẻ tò mò vì tất cả, giống như thứ gì cũng mới mẻ với nàng, ánh mắt của nàng cực kỳ xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ hồn nhiên và thanh tịnh, không chứa chút tạp chất. Lúc này nàng làm người ta sinh ra một cảm giác giống như tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian. Nhưng cảm giác về một tiên tử đã biến mất, vì tuyệt sắc giai nhân kia đột nhiên đi vào một quán ăn, rõ ràng tiên tử này cũng nhiễm khói bụi nhân gian, điều làm cho người ta cảm thấy không hiểu chính là tiên tử không vào khách sạn xa hoa mà vào một quán mì nhỏ. Đây là một quán mì của mẹ con một gia đình, người mẹ hơn 40 làm phụ trách, cô con gái 15-16 tuổi làm nhân viên phục vụ chủ yếu. Gương mặt của người mẹ có chút tiều tụy, con gái lại duyên dáng yêu kiều, điều này làm cho không ít thanh niên dùng cơm phải đưa mắt nhìn. Tiệm mì chỉ có vài chục mét vuông, bên trong có 5-6 cái bàn, khách cũng không nhiều, bàn cũng không ngồi đầy, nhưng quán mì này được cái khá sạch sẽ. Chị gái, trong này còn chỗ ngồi. Khi thấy cô gái mặc cung trang đi đến thì người phụ nữ chủ quán chợt ngây người, nhưng ngay sau đó nàng đã có phản ứng, nàng nhiệt tình mời gọi, miệng lưỡi khá ngọt. Cô gái mặc cung trang đưa mắt nhìn quán mì, sau đó nàng ngồi xuống, khẽ nhếch môi, một âm thanh như tiếng trời chợt vang lên. Ta đói bụng rồi. Chị à, chị muốn dùng gì? Chỗ này của chúng tôi có nhiều loại mì, mì bò, mì giò. Người phụ nữ chủ quán nhanh chóng nói. Món nào ngon nhất? Cô gái mặc cung trang khẽ hỏi. Món nào ăn cũng ngon, nhưng cô thích hương vị gì? Người phụ nữ nhanh chóng nói, nàng tất nhiên sẽ không nói cái gì ngon nhất. Đều ngon sao? Cô gái mặc cung trang suy tư một lúc, sau đó lên tiếng. Tôi muốn ăn tất cả. Chương 1437, tiên tử ăn mì. Đều muốn ăn sao? Người phụ nữ chủ quán có chút ngây người, sau đó nàng cẩn thận nói. Chị à, chỗ này của chúng tôi bán buôn rất đầy đủ, nếu chị muốn ăn tất cả thì sợ rằng sẽ không hết như vậy. Tôi bây giờ rất đói. Cô gái mặc cung trang lên tiếng, nàng có chút mất hứng. Không cho tôi ăn thì tôi sẽ đi. Sao, được, chúng ta lập tức cho người chuẩn bị, chị chờ một chút. Nghe nói cô gái mặc cung trang phải đi, người phụ nữ chủ quán có chút nguy cấp, vì vậy mà nhanh chóng nói. Cô gái làm nhân viên phục vụ trong quán chạy đến bên cạnh mẹ mình, nàng nhanh chóng nói với mẹ vài câu, sau đó người mẹ cũng lập tức có ý nghĩ. Đó là nên theo sát cô gái mặc cung trang, nếu ăn xong tô thứ nhất thì mới đưa lên tô thứ hai, như vậy cũng không lãng phí. Bà chủ, cho một tô mì bò tái. Bà chủ, cho bên này hai tô mì giò heo. Đúng lúc này có vài người đi vào quán mì và lấp đầy chỗ trống, còn có hai thanh niên dứt khoát ngồi xuống đối diện với cô gái cung trang. Những người này nói vào ăn mì nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái cung trang, có tên còn khoa trương đến mức nước miếng cũng chảy cả ra, rõ ràng bọn họ đều bị cô gái kia hấp dẫn. Vì vậy mà lúc này quán mì làm ăn khá tốt. Cũng vì thời gian quá gấp nên bà chủ muốn làm vài tô mì cho cô gái mặc cung trang là điều không thể. Nhưng sau thời gian bận rộn thì bà chủ quán mì đã trở nên rãnh rỗi, nguyên nhân rất đơn giản, đám người kia mang tiếng là ăn mì nhưng rõ ràng cũng không phải là như thế, vì vậy mà tốc độ ăn của bọn họ đều rất chậm. 10 phút sau thì tô mì trước mặt đám người vẫn còn đầy, tất nhiên bọn họ cũng không muốn tính tiền rời đi, vì vậy mà quán mì chợt chật cứng. Không có chỗ ngồi tất nhiên sẽ không có khách. Kết quả là thời gian kế tiếp quán mì chỉ chú ý đến cô khách mặc cung trang mà thôi. Nói ra cũng kỳ quái, dù bị hơn 10 ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nhưng cô gái mặc cung trang lại hoàn toàn không để ý, nàng chỉ ăn mì mà thôi. Một sợi mì biến mất trong cặp môi đỏ của cô gái mặc cung trang, ăn mì vốn cũng không phải chuyện gì cực kỳ ưu nhã, nhưng cô gái này lại làm cho người ta cảm thấy rất đẹp. Quan trọng là cô gái này thật sự ưu nhã, nàng không cố ý ra vẻ, đó là một biểu hiện tinh khiết tự nhiên. Rõ ràng là ưu nhã trời sinh, cao quý trời sinh. Trên đời những người phụ nữ ăn mì có thể biểu hiện sự ưu nhã và cao quý chỉ cũng không được nhiều lắm, ít nhất thì những người trong quán cũng lần đầu tiên được nhìn thấy. Tốc độ ăn mì của cô gái mặc cung trang này cũng không tính là rất nhanh,
Bên cạnh có người thầm tính toán, phát hiện ra căn bản là 5 phút một tô, vì vậy mà nửa giờ qua nàng đã ăn được 6 tô, lúc này nàng đang ăn tô thứ 7, mà nàng vẫn tiếp tục dùng tư thế ưu nhã và cao quý để ăn mì. Trong quán có một tên thanh niên khoảng 20 tuổi, hắn đang loay hoay với chiếc điện thoại, 10 phút trước hắn đã chụp được hình của cô gái mặc cung trang, sau đó đưa lên mạng với câu status, cầu cao nhân chỉ giáo, đây là ngôi sao nào. Topic này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng đáng tiếc là không ai nhận ra. Lúc này người thanh niên ngồi đối diện với mỹ nữ trong quán mì lại không nhịn được phải mở miệng hỏi. Mỹ nữ, em tên gì? Quên rồi. Cô gái mặc cung trang trả lời vấn đề của tên thanh niên, nhưng đáp án lại làm người ta dở khóc dở cười, quên sao? Ngay cả tên cũng quên sao? Đây cũng quá giả dối, sao lại có người nghĩ ra câu trả lời như vậy? Tên thanh niên kia nở nụ cười ngượng ngùng, hắn cảm thấy rất mất mặt, dù có chút tức giận nhưng thật sự không thể nói gì hơn. Lại nửa giờ trôi qua, trong quán đã ất im ắng, nửa giờ sau cô gái mặc cung trang vẫn tiêu diệt 6 tô mì, mà bây giờ nàng đã bắt đầu ăn tô mì thứ 13. Điều này, không phải là yêu tinh đấy chứ. Vô tình có không ít người chợt sinh ra ý nghĩ kỳ lạ, người bình thường sao có thể ăn đến mức như vậy? Người thường sao có thể xinh đẹp như vậy? Xinh đẹp như yêu quái, sức ăn cũng như yêu quái, rõ ràng 8 phần là một yêu tinh. Sau đó có người đầu tiên lui ra, người này đã xem rất nhiều chuyện kỳ quái, vì vậy mà trong lòng có chút phát lạnh. Nhưng người kia vừa đi thì thật sự có khách đến, sau đó quán mì lại đầy người, mà bà chủ quán lại có thể tiếp tục làm ăn. Nửa giờ sau vẫn có người đến có người đi nhưng quán mì vẫn bảo trì trạng thái chật ních, vô tình cô gái mặc cung trang đã ăn hơn 20 tô mì, nếu nàng đi thi đấu vua ăn nhiều, sợ rằng đoạt giải quán quân cũng không phải là vấn đề. Chị gái, chị còn ăn nữa không? Cô gái con của bà chủ quán không nhịn được phải hỏi. Tôi đã ăn no. Cô gái mặc cung trang cười thản nhiên. Cảm ơn các người, tôi đi trước. Cô gái con chủ quán nghe nói cô gái mặc cung trang đã ăn no thì chợt thở phào một hơi, sau đó nàng phát hiện cô gái kia muốn đi, vì vậy mà nàng chợt sững sờ, sau đó chợt gấp. Chị gái, chị còn chưa trả tiền. Trả tiền. Cô gái mặc cung trang chợt sững sờ, nàng hình như suy nghĩ về một điều gì đó, sau đó nàng khẽ gật đầu. À, tôi hiểu rồi, ăn thứ gì cũng phải trả tiền. Đám người trong quán mì đều cảm thấy kỳ quái, tiên nữ này hình như không bình thường thì phải, nhưng bọn họ đều cảm thấy hưng phấn, nếu đầu óc không bình thường thì tốt, như vậy sẽ dễ lừa gạt về nhà hơn. Chị gái, chỗ này của chúng tôi một tô mì giá 5 đồng, chị vừa vặn phải trả 100 đồng. Cô con gái chủ quán vội vàng nói. Cô gái mặc cung trang suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi không có tiền. Sao? Cô gái xinh đẹp con chủ quán chợt há hốc mồm. Không có tiền sao? Ăn cả nửa ngày hết 20 tô mì mà bảo không có tiền sao? Cô gái con chủ quán chợt có chút bi phẫn, không có tiền mà ăn nhiều như vậy sao? Lúc này những người trong quán chợt sững sờ, mỹ nữ này không có tiền sao? Nhưng nhìn quần áo của nàng thì rõ ràng là không phải kẻ chẳng có tiền, vì những năm nay cổ trang cũng không phải trang phục bình thường, nếu mặc cổ trang mà không trả được 100 đồng tiền, như vậy sao có thể? Không sao, tôi trả giúp vị tiểu thư này. Đúng lúc này có một người đàn ông hơn 30 tuổi đứng lên, hắn nói xong thì lấy bóp rút ra vài tờ 100 đồng, sau đó kín đáo đưa tiền cho cô con gái chủ quán. Cô con gái chủ quán thấy tình huống như vậy thì không khỏi thở ra, quán mì của nhà nàng chỉ là buôn bán nhỏ, 100 đồng một ngày cũng là lợi nhuận cao rồi. Khi cô gái con chủ quán đang định tiếp nhận 100 đồng của người đàn ông hơn 30 tuổi thì một người bên cạnh chợt đứng lên nó. Tôi, để tôi trả cho. Con bà nó, đừng cướp của tao. Đám khốn nạn, tiền này tao trả chắc rồi. Có người lên tiếng đầu tiên thì những người khác đều kịp phản ứng, đây là cơ hội tốt, mỹ nữ này rõ ràng không cẩn thận bị mất bóp hay có gì đó ngoài ý muốn xảy ra, vì vậy mà có vẻ không được bình thường. Nếu bây giờ có thể giúp nàng thanh toán tiền, có thể nhận được hảo cảm của nàng, như vậy có lẽ sẽ nhân cơ hội mà bắt cóc nàng, dù không thể đưa nàng về nhà làm vợ nhưng cùng nhau có một đêm vui vẻ là không có vấn đề. 100 đồng, chỉ 100 đồng thì có thể kiếm được một tiên nữ, rõ ràng là làm ăn lời lớn. Kết quả là đám đàn ông đều lao đến, sau đó bọn họ đều muốn trả tiền cho cô gái mặc cung trang, vì thế mà quán mì vài chục mét vuông chợt rối loạn và ầm ĩ. Cô con gái chủ quán nhìn tình huống xảy ra mà choáng váng, trước mặt nàng có hơn 10 tờ 100 đồng, nàng cuối cùng nên nhận tờ tiền nào. Bà chủ quán thì lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát.
Làm gì vậy? Cái gì mà náo loạn? Nếu tiếp tục thì đưa tất cả về cục cảnh sát. Ngoài cửa quán mì chợt vang lên một tiếng hét lớn, một viên cảnh sát mặc đồng phục rất khôi ngô xuất hiện ở cửa ra vào. Người đàn ông này khoảng 30 tuổi, làn da ngăm đen, án mắt có chút hung ác, chỉ cần nhìn thoáng qua là quán mì chợt yên tĩnh trở lại. Một lúc sau có người khẽ nói một câu. Hắc diện Diêm Vương của Cục Công an thành phố, chúng ta đi thôi. Khi âm thanh này vang lên thì có hai tên thanh niên đi ra khỏi tiệm mì, mà sau khi nghe được danh hiệu Hắc diện Diêm Vương thì vẻ mặt của vài người khác chợt biến đổi, bọn họ cũng chậm rãi rời khỏi quán mì, vì thế mà chỉ sau nháy mắt đã có hơi phân nửa số người bỏ đi, chỉ còn lại một nửa ở lại có chút bất an. Còn chưa đi à? Viên cảnh sát khôi ngô chợt hét lớn. Vì vậy mà một nửa số người còn lại cũng chạy sạch. Bọn họ đều chưa đưa tiền. Một lúc sau cô gái con chủ quán mới kịp phản ứng, nàng thiếu chút nữa thì khóc giống lên. Chuyện gì xảy ra? Tên cảnh sát khôi ngô lên tiếng. Chú cảnh sát, đều là do cô ấy cả, cô ấy ăn xong mà không trả tiền, sau đó nhiều người muốn trả cho cô ấy, nhưng bây giờ bọn họ còn chưa trả tiền cho chính mình mà đã đi hết rồi. Cô gái chỉ vào mỹ nữ mặc cung trang rồi tức giận nói. Sao? Tên cảnh sát khôi ngô quay sang nhìn mỹ nữ cung trang, ngay sau đó thì choáng váng, trên đời này có người phụ nữ xinh đẹp vậy sao? Hay là mình bị hoa mắt? Một phút sau viên cảnh sát khôi ngô mới phục hồi tinh thần lại, sau đó hắn đưa mắt nhìn cô gái con bà chủ quán. Bao nhiêu tiền, tôi sẽ thanh toán cho vị tiểu thư này, có lẽ cô ấy bị mất bóp. Viên cảnh sát khôi ngô dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Tiền của đám người kia cũng tính cho tôi, cô tính xem hết bao nhiêu tiền. Tổng cộng là 160 đồng. Cô gái kia nhanh chóng tính toán rồi cho ra đáp án. Đây, chỗ này là 200, khỏi thối. Viên cảnh sát khôi ngô lấy ra túi tiền, sau đó rút ra hai tờ 100 đưa cho cô gái con chủ quán. Cô gái con chủ quán nhận tiền rồi khẽ thở ra, nàng tiếp nhận tiền, trong lòng thầm nói một câu, không hổ danh là cảnh sát, đuổi người khác đi để một mình ở bên cạnh mỹ nữ. Lúc này viên cảnh sát khôi ngô cũng đã đi đến trước mặt mỹ nữ cung trang, hắn dùng giọng khách khí để chào hỏi. Chào cô, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Tôi là Diêm Thiết Sơn, tổ trưởng tổ trọng án của Cục Công an thành phố Tây Đô, cô có cần tôi giúp liên lạc với người nhà hay bạn bè gì không? Chương 1438, người biết ta tên gì sao? Người nhà, bạn bè. Trong mắt cô gái mặc cung trang chợt xuất hiện vẻ mê man, sau đó lại tỏ ra suy nghĩ. Biểu hiện của mỹ nữ mặc cung trang thật sự làm cho người ta nhìn vào cảm thấy ý loạn thần mê, vô tình Diêm Thiết Sơn của tổ trọng án cũng phải ngây người nhìn nàng, không nói được lời nào. Vô tình trong quán mì chợt cực kỳ yên tĩnh, hai mẹ con chủ quán mì lúc này cũng im ắng, cũng không nói gì, tất nhiên bọn họ đều đang nhìn cô gái mặc cung trang, vẻ mặt có chút quái dị. Mỹ nữ mặc cung trang chợt kêu lên duyên dáng một tiếng. Tôi nhớ rồi, tôi đang chờ một người. Chờ người. Diêm Thiết Sơn chợt bừng tỉnh, hắn vội vàng hỏi. Chờ ai? Tôi đang chờ. Cô gái mặc cung trang chợt suy tư, sau đó nàng nói ra hai chữ. Hạ Thiên. Đợi Hạ Thiên, bây giờ không phải đã sớm là mùa hè sao? Cần phải chờ mùa thu mới đúng chứ? Diêm Thiết Sơn này hầu như có nhiều ý nghĩ trong đầu, nhưng một giây sau đó hắn chợt có phản ứng. Mỹ nữ tiên tử này nói đang chờ người, mà người đó tên là Hạ Thiên sao? Tiểu thư. Cô nói đang chờ một người tên là Hạ Thiên sao? Diêm Thiết Sơn nhìn không được phải hỏi một câu. Đúng vậy, hắn là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, chính là Hạ thần y đệ nhất thiên hạ, còn giống như tên bại hoại nhất thiên hạ. Trên mặt mỹ nữ mặc cung trang chợt xuất hiện một nụ cười hân hoan, giống như nàng vui vẻ vì cuối cùng cũng nhớ ra một cái tên như vậy. Tiểu thư, xin hỏi cô có phương thức liên lạc với Hạ Thiên kia không? Diêm Thiết Sơn lại hỏi. Không biết, nhưng hắn sẽ đến tìm tôi. Lúc này mỹ nữ mặc cung trang cũng không nghĩ ngợi mà nói ra một câu. Mỹ nữ mặc cung trang còn chưa nói dứt lời thì đã chạy ra khỏi tiệm mì, sau đó nàng đứng ven đường, cũng không nhúc nhích, nhưng cặp mắt đẹp cứ liên tục chớp động. Điều đáng ăn mừng chính là bây giờ sắc trời có chút u ám, cho nên lúc này cũng không sinh ra tai nạn xe cộ, vì những chiếc xe chạy qua đường cũng không phát hiện ra một tiên nữ đứng ven đường. Lúc này Hạ Thiên đã đến thành phố Tây Đô, dù là lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng lúc này hắn cũng không lạc đường, hơn nữa hắn cũng không ngồi xe lửa hay máy bay mà trực tiếp chạy đến. Tất nhiên hắn đi còn nhanh hơn bay, vì hắn liên tục luyện tập thân pháp xúc địa thành thốn.
thân pháp luôn là thứ luyện mãi thành quen, khi càng quen thuộc thì chiến đấu càng dễ thi triển. Khi còn bé thì Hạ Thiên chăm chú luyện công cũng chỉ vì đánh bại ba vị sư phụ để bảo vệ cho thần tiên tỷ tỷ, mà bây giờ hắn đã bắt đầu chăm chú luyện công cũng vì bảo vệ cho thần tiên tỷ tỷ, tất nhiên ngoài thần tiên tỷ tỷ thì còn có những bà vợ của hắn. Buổi trưa Hạ Thiên từ miệng Mộc Hàm mà biết người giết Nam Cung Yến đang ở thành phố Tây Đô, vì vậy hắn cho rằng những tên đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn cũng ở gần đó, mà người kia đến đây cũng vì xử lý đám người này, vì thế mà hắn thay đổi kế hoạch quay về Thanh Phong Sơn, tự thi triển đệ ngũ châm cho Mộc Hàm và rời khỏi thủ đô đến Tây Đô. Đồng thời Hạ Thiên cũng thông qua điện thoại để liên lạc với thần tiên tỷ tỷ, hắn nói rõ nghi ngờ của mình cho nàng. Nhưng lúc này thần tiên tỷ tỷ cũng không thể suy nghĩ rõ ràng, dù sao thì nàng rời khỏi Phiêu Miểu Tiên Môn cũng đã 20 năm, nhưng nàng cũng nói cho hắn được một tin tức tốt, đó chính là nàng đang cùng Dạ Ngọc Mị thảo luận chuyện cải tiến pháp quyết song thị ủy. Lúc này Dạ Ngọc Mị đã tình nguyện thảo luận với nàng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì một thời gian ngắn sau đó sẽ có pháp quyết song tu cải tiến. Dạ Ngọc Mị và thần tiên tỷ tỷ cải thiện mối quan hệ với nhau cũng làm cho Hạ Thiên càng thêm yên tâm, Thanh Phong Sơn đã không có vấn đề về phương diện an toàn, điều này thật sự không cần lo lắng, hắn tin trên đời này ngoài Dạ Ngọc Mị và Cơ Thanh Ảnh thì căn bản không còn cao thủ phân thần kỳ. Còn ở phía thủ đô thì Hạ Thiên càng không lo lắng, người xử lý Nam Cung Yến đã bỏ đi, trong thủ đô không còn có ai có thể uy hiếp những bà vợ của hắn. Lúc này điều hắn cần làm đến xử lý chuyện ở thành phố Tây Đô. Chỉ cần giải quyết vài người cuối cùng của Phiêu Miểu Tiên Môn, như vậy coi như là đại công cáo thành. Lúc này Hạ Thiên đứng trên đường cái và có vài phần hưng phấn, tất cả đều sắp kết thúc. Ủa? Đột nhiên đúng lúc này Hạ Thiên chợt mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó, giống như là tiếng kêu gọi từ tận đáy lòng, hắn chợt xoay người nhìn về phương xa, hắn chợt sinh ra một cảm giác cực kỳ đặc biệt, ở hướng kia có thứ gì đó giống như hấp dẫn hắn. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, Hạ Thiên chợt biến mất ngay tại chỗ. Vì hắn phải đi xem, để xem thứ gì kêu gọi mình. Một phút sau Hạ Thiên đã dừng lại, hắn nhìn người phụ nữ mặc cung trang trước mặt, hắn thật sự cảm thấy rất khó tin, đây không phải là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia sao? Nhưng vì sao nàng lại làm hắn sinh ra cảm giác kỳ quái như vậy? Vẫn là một cách ăn mặc, vẫn là một vẻ mặt, nhưng lúc này Cơ Thanh Ảnh trước mắt lại làm cho Hạ Thiên sinh ra cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng nàng chính là Cơ Thanh Ảnh nhưng hắn lại cảm thấy nàng không phải là Cơ Thanh Ảnh. Nhưng lúc này Cơ Thanh Ảnh lại nhoẻn miệng cười với Hạ Thiên, nụ cười này cực kỳ sáng lạn, xinh đẹp phi phàm đủ để làm cho bầu trời u ám lúc này trở nên bao la hơn, chỉ sau nháy mắt mà tất cả trở nên giống như ban ngày. Nhưng cũng chính là nụ cười này mà càng làm cho hắn cảm thấy khó tưởng, nếu thật sự là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh, nàng sao có thể cười sáng lạn như vậy? Quỷ dị, đúng là quá sức quỷ dị. Người đã đến rồi, ta đã chờ rất lâu. Giọng nói trong trẻo dễ nghe và có chút ngây thơ truyền vào trong tai Hạ Thiên, điều này càng làm cho hắn cảm thấy giống như mình nghe lầm. Đây tuyệt đối không phải là Cơ Thanh Ảnh. Khoảnh khắc này trong đầu Hạ Thiên chợt có ý nghĩ như vậy. Nhưng cô ta không phải là Cơ Thanh Ảnh thì là ai? Nếu không phải là Cơ Thanh Ảnh thì sao lại ở đây chờ hắn xuất hiện? Chỉ cần là Cơ Thanh Ảnh mới có thể tùy tiện tìm ra vị trí của hắn, mà hắn cũng tin. Vừa rồi tiếng kêu gọi từ tận đáy lòng cũng nhất định là do Cơ Thanh Ảnh động tay động chân, vì Cơ Thanh Ảnh đã từng để lại dấu ấn tinh thần trên người hắn. Này, cô rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, hắn bắt đầu nghi ngờ yêu nữ chết tiệt này đùa giỡn mình. Ta đang chờ ngươi. Cơ Thanh Ảnh nở nụ cười vui vẻ. Ta cuối cùng cũng chờ ngươi đến, ta biết rõ ngươi là Hạ Thiên, ngươi biết tên ta là gì không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh. Một lúc lâu sau mới nói một câu. Cô điên mất rồi. Không đâu, tôi chỉ quên một chuyện mà thôi. Cơ Thanh Ảnh vểnh miệng nhỏ nhắn nói bằng giọng không mấy vui vẻ. Tôi đã quên mất chính mình tên gì. Sao? Hạ Thiên chợt há hốc mồm, vô tình hắn chợt nghe thấy câu nói mà không thể nào xảy ra, hình như yêu nữ chết tiệt này mất đi ký ức thì phải. Hèn gì yêu nữ chết tiệt này có vẻ không bình thường. Để tôi bắt mạch cho cô. Hạ Thiên sững sốt một lúc, cuối cùng hắn cũng kịp phản ứng, hắn nhanh chóng vung tay chụp lấy cổ tay của Cơ Thanh Ảnh, sau đó bắt đầu bắt mạch. Một luồng băng hỏa linh khí truyền vào trong người Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi lớn, điều này sao có thể? Lúc nhìn thấy Cơ Thanh Ảnh thì Hạ Thiên chợt cảm giác trên người nàng không có chút công lực nào, nhưng khi đó hắn cũng không quan tâm, dù sao thì với tu vi hiện tại của hắn cũng có sự chênh lệch quá lớn so với Cơ Thanh Ảnh, không nhìn ra tu vi của nàng chỉ là bình thường.
Nhưng lúc này hắn đưa băng hỏa linh khí vào trong người nàng để xem xét, hắn chợt phát hiện sự việc cũng không phải là như vậy, không phải hắn không thể nhìn ra tu vi của nàng, căn bản là trong người nàng không có chút chân khí nào, bây giờ nàng thật sự là một người bình thường. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Yêu nữ chết tiệt này không những mất trí mà còn mất tất cả công lực sao? Nàng rõ ràng đã là cao thủ phân thần kỳ, vì sao chỉ sau vài ngày lại sinh ra biến cố lớn như vậy? Lúc này Hạ Thiên đã hoàn toàn tin tưởng Cơ Thanh Ảnh không bình thường, lúc này thật sự là Cơ Thanh Ảnh trước kia, nàng mất đi tất cả công lực, cũng mất đi trí nhớ, sau khi mất trí thì tính cách cũng thay đổi. Lúc này sở dĩ nàng vẫn còn nhớ hắn vì sự liên lạc kỳ diệu của dấu ấn tinh thần, có lẽ là như vậy. Cô còn biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên không nhịn được phải khẽ hỏi. Không nhớ rõ, đã quên rất nhiều chuyện, đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc ta tên gì, ta nhớ ngươi, mà ngươi cũng biết ta, đúng không? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt khờ dại nhìn Hạ Thiên. Cô tên là Cơ Thanh Ảnh. Hạ Thiên nói ra đáp án cho Cơ Thanh Ảnh. Nếu Cơ Thanh Ảnh trước kia là một yêu nữ chết tiệt thật sự làm hắn muốn đánh thì bây giờ là một thiếu nữ thật sự rất hồn nhiên, lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận, thật ra mình rất thích Cơ Thanh Ảnh vào lúc này. À, cuối cùng ta cũng biết tên mình rồi. Cơ Thanh Ảnh nở nụ cười hân hoan, nụ cười này càng làm cho nàng trở nên xinh đẹp, càng thêm xuất trần thoát tục. Đúng vậy, ta là Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Ta giống như đã nhớ được một chút rồi. Cơ Thanh Ảnh dừng lại một chút rồi nhìn Hạ Thiên. Đúng rồi, vì sao ta không nhớ rõ tên mình mà nhớ tên ngươi? Ngươi là gì của ta? Ta là... Hạ Thiên có chút do dự, sau đó hắn nói ra. Ta là chồng cô. Chồng. Cơ Thanh Ảnh có chút mê hoặc. Chồng là gì? Hạ Thiên chợt có chút tan vỡ, Cơ Thanh Ảnh mơ hồ này tuy có vẻ rất khả ái nhưng thật sự là quá ngu. Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói sau. Hạ Thiên quyết định đổi chỗ khác để chậm rãi cùng nói chuyện với Cơ Thanh Ảnh, sau đó kéo tay nàng định bỏ đi. Nhưng đúng lúc này sau lưng hắn chợt vang lên tiếng hét lớn. Đứng lại! Chương 1439, Nữ Hoàng mất trí. Hạ Thiên đột nhiên xoay người, hắn thấy một người đàn ông khôi ngô khoảng hơn 30 tuổi mặc đồng phục cảnh sát, đúng là Diêm Thiết Sơn. Anh nói ai đứng lại? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Diêm Thiết Sơn. Đây là tên cảnh sát ngu ngốc nào ở đâu chui ra vậy? Cơ Thanh Ảnh phát sinh sự việc ngoài ý muốn làm cho Hạ Thiên thật sự trở tay không kịp, đồng thời cũng có thêm vài phần, điều này cũng làm cho hắn bùng ra một luồng khí thế cực mạnh. Tất cả đều bình thường với hắn, nhưng đối với người bình thường thì đó lại là một luồng khí thế khó thể nào kháng cự được. Thật ra Cơ Thanh Ảnh ở chỗ này chờ Hạ Thiên thì Diêm Thiết Sơn vẫn đứng ở bên cạnh, hắn cảm thấy sự việc rất quỷ dị. Hắn lúc đầu còn không tin nàng có thể chờ được người đàn ông tên là Hạ Thiên, trực giác nói cho hắn biết người phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ này có hơn phân nửa là đầu óc có vấn đề. Hắc diện Diêm Vương ở thành phố Tây Đô chính là Diêm Thiết Sơn, dù là trong tổ trọng án thì hắn cũng tuyệt đối không phải là hạng người lương thiện gì, nếu hắn là thật sự lương thiện chính nghĩa thì đám côn đồ kia cũng không nghe được tên mà bỏ chạy. Vì chỉ ác nhân phải là ác ma, nếu quá mức lương thiện chính nghĩa thì thường sẽ bị hạn chế. Ngược lại sẽ không làm cho đám côn đồ sợ hãi, mà Diêm Thiết Sơn có thủ đoạn hung ác mới làm cho đám côn đồ kia sợ vỡ mật. Rõ ràng một Diêm Thiết Sơn giúp đỡ Cơ Thanh Ảnh cũng không chỉ là cảnh sát giúp đỡ người thường, lúc này hắn thật sự không khác gì đám đàn ông ở trong quán mì vừa rồi, mà Cơ Thanh Ảnh thì có sức quyến rũ quá lớn, điều này tất nhiên sẽ làm cho hắn sinh ra ý nghĩ muốn lừa gạt tiên nữ đầu óc có vấn đề kia về nhà mình. Nhưng Diêm Thiết Sơn cũng không ngờ. Tuy tiên nữ kia nhìn giống như đầu óc có vấn đề nhưng những lời nàng nói cũng thật sự không phải giả, vì lúc này tên khốn tên là Hạ Thiên thật sự xuất hiện. Nhưng khi nghe được đoạn đối thoại giữa Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh, Diêm Thiết Sơn chợt sinh ra cảm giác chờ mong, hai người kia hình như cũng không quá thân thuộc, vì vậy mà những lời nói đều rất kỳ quái. Nhưng khi hắn đang rất chờ mong thì phát hiện Hạ Thiên sắp đưa Cơ Thanh Ảnh đi, vì thế mà hắn chợt nóng lòng, cũng nhịn không được phải quát lên. Diêm Thiết Sơn hét to một tiếng thì thật sự rất hăng hái, uy phong lẫm liệt, giống như hắn đã từng hét lên với những tên côn đồ trước kia. Mỗi lần hắn hét lên như vậy thì đám côn đồ đều chạy thục mạng, còn lần này hắn cũng trông mong có thể dọa tên Hạ Thiên kia bỏ chạy. Nhưng khoảnh khắc khi Hạ Thiên quay đầu thì Diêm Thiết Sơn chợt cảm giác được một khí thế cực kỳ khủng bố quấn đến, làm cho hắn chợt khó hít thở, áp lực quá lớn làm cho hai chân hắn như mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Một cảm giác sợ hãi chợt bùng lên từ tận sâu đáy lòng, khoảnh khắc này Diêm Thiết Sơn muốn xoay người bỏ chạy.
Nhưng sau khi nghe Hạ Thiên lên tiếng thì hắn cũng không dám chạy trốn, hắn muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào, cuối cùng hắn cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nói. Cô ta thiếu tôi 200 đồng. 200. Hạ Thiên hầu như nghi ngờ mình nghe lầm, tên cảnh sát ngu ngốc kia vì 200 mà bắt mình đứng lại sao? Không, 100. Diêm Thiết Sơn dùng giọng nơm nớp lo sợ nói, sau đó hắn chợt tỉnh ngộ, vội vàng đổi giọng. Không cần, không cần trả. Á! Một xấp tiền mặt nện lên đầu Diêm Thiết Sơn, tiền làm từ giấy nhưng lại giống như sắt thép đập lên đầu làm cho hắn cảm thấy đầu óc xoay chuyển, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cuối cùng chợt ngã xuống đất. Khoảnh khắc khi Diêm Thiết Sơn ngã xuống thì vài tờ 100 đồng đã trở lại như bình thường mà chậm rãi bay xuống, tiền rơi lên người. Cùng lúc này Hạ Thiên đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cơ Thanh Ảnh rồi biến mất. Thành Cổ cũng không phải là khách sạn tốt nhất ở thành phố Tây Đô nhưng lại là nơi cao nhất, cũng vì vậy mà Hạ Thiên bay lên không trung nhìn lướt qua thành phố Tây Đô thì phát hiện khách sạn này. Sau đó hắn nhanh chóng đi đến, dùng chứng minh của mình để thuê một phòng, sau đó đi vào. Khách sạn này kinh doanh khá tốt, những phòng khách xa hoa luôn chật ních, những phòng tổng thống, phòng thương vụ hay phòng trang mật đều không còn. Hạ Thiên ngược lại thì miễn cưỡng có được một phòng giường lớn, nếu đến chậm một bước thì sợ rằng không đổi khách sạn cũng chỉ có thể ở trong phòng giường nhỏ. Trong quá trình Hạ Thiên mướn phòng thì Cơ Thanh Ảnh rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của nàng vẫn chuyển động không ngừng giống như cảm thấy tất cả đều rất mới mẻ, nàng giống như một cô gái mới được sinh ra, đối với nàng thì tất cả đều cực kỳ mới lạ. Nhưng rõ ràng Cơ Thanh Ảnh cũng không phải là một cô gái mới sinh, nàng cảm thấy hiếu kỳ với mọi thứ giống như chỉ có thể quy kết nguyên nhân là do mất trí mà thôi. Sau khi vào phòng, đóng cửa lại, Hạ Thiên chăm chú kiểm tra một lần nữa, lần này hắn thật sự xác nhận công lực của Cơ Thanh Ảnh đã hoàn toàn biến mất, nhưng kỳ quái là hắn căn bản không tìm ra bất kỳ dấu vết bị thương nào trên người nàng. Điều này thật sự làm hắn nghĩ mãi mà không rõ, đường đường là cao thủ phân thần kỳ, đột nhiên mất hết công lực. Đáng lý ra phải bị thương rất nặng mới đúng, vì sao không chút dấu vết bị thương nào? Cô còn nhớ mình đến đây khi nào không? Hạ Thiên suy nghĩ một lát, hắn bắt đầu đưa ra nghi vấn với Cơ Thanh Ảnh, cố gắng tìm được từ nàng chút tin tức hữu dụng. Ta nhớ không rõ. Cơ Thanh Ảnh cong miệng lên nói. Giống như vừa mới đến, đúng rồi, người còn chưa nói cho ta biết, chồng là cái gì? Là đàn ông của cô chứ là gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Không lâu trước đó hắn cảm thấy Cơ Thanh Ảnh thật sự đáng yêu, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình càng hy vọng Cơ Thanh Ảnh trước kia xuất hiện trước mặt hơn. Vì hiện tại hắn nói chuyện với Cơ Thanh Ảnh rất lao lực, yêu nữ chết tiệt này sau khi mất trí thì cái gì cũng không hiểu. Lúc này Hạ Thiên thật sự nghi ngờ, đây có phải không là Cơ Thanh Ảnh, mà là một cô chị em song sinh của Cơ Thanh Ảnh không? Chồng! Cơ Thanh Ảnh ngồi ở mép giường, nàng nghiêng đầu suy nghĩ, trong mắt có vài phần hương vị mê hoặc. Ta giống như biết rõ ý nghĩa của từ chồng nhưng lại giống như không quá rõ ràng, ta muốn cẩn thận suy xét lại. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh suy tư thì Hạ Thiên cũng không quấy rầy, hắn cảm thấy Cơ Thanh Ảnh mất trí có chút vấn đề. Hắn đã kiểm tra rồi, đầu óc của nàng không có chỗ nào bị hao tổn, cơ thể của nàng cũng tương đối khỏe mạnh, không có chỗ nào bị thương, nói theo lý thì nàng sẽ không mất trí mới đúng. Vì vậy hắn tin, nếu là nàng chăm chú suy xét một chút, rất có thể sẽ nhớ được thứ gì đó. Ôi, ta nhớ rồi. Vài phút sau Cơ Thanh Ảnh chợt reo lên vui vẻ. Nhớ được cái gì rồi? Hạ Thiên cũng không nhịn được phải hỏi một câu. Ta nhớ mình là ai, cũng nhớ ngươi là ai. Cơ Thanh Ảnh tỏ ra vui vẻ. Hi hi, ta là nữ hoàng, còn ngươi là hoàng hậu của ta. Hạ Thiên chợt buồn bực, yêu nữ chết tiệt này sao chỉ nhớ đến chuyện kia. Lúc này hắn bỏ qua ý nghĩ đây là chị em song sinh của Cơ Thanh Ảnh. Nàng tuyệt đối là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh, đây là yêu nữ mất trí cực kỳ khó hiểu. Thật ra, chồng chính là tên thân mật của hoàng hậu, sau này cứ gọi tôi là chồng. Hạ Thiên tỏ ra nghiêm túc nói với Cơ Thanh Ảnh. Trước đó Hạ Thiên còn nghi ngờ nàng không phải là Cơ Thanh Ảnh, lại cảm thấy nàng bây giờ thật sự rất đáng yêu, cũng không nhẫn tâm lừa dối. Nhưng bây giờ sau khi xác định đối phương là Cơ Thanh Ảnh, hắn cũng không khách khí, dù nói thế nào thì hắn cũng phải lấy lại thể diện trước kia. Còn nàng vì sao mà mất trí nhớ, bây giờ cũng không muốn quan tâm. Tên thân mật là gì? Cơ Thanh Ảnh dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Hạ Thiên buồn bực vài giây, hắn có chút bất đắc dĩ. Tên thân mật là cách xưng hô thân mật, sau này cứ gọi tôi một tiếng chồng là được. À, là như vậy sao? Ta biết rồi, không đúng, ta phải xưng là chấm, à, chấm biết rồi.
Cơ Thanh Ảnh thản nhiên cười. Chồng, nói cho trẫm biết đây là cái gì. Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh tự xưng là trẫm đang cầm một chiếc điều khiển từ xa của TV, hắn bực bội một lúc, sau đó mới dùng giọng mất hết sức lực nói. Là điều khiển từ xa của TV. TV là thứ gì? Cơ Thanh Ảnh lại hỏi. Là cái kia. Hạ Thiên chỉ vào chiếc TV màn hình phẳng 20 inch cách đó không xa. Vậy nó làm gì? Nữ hoàng mất trí tiếp tục hỏi thăm. Dùng để xem TV. Hạ Thiên thật sự là bách khoa toàn thư. Cái gì là TV? Cơ Thanh Ảnh tiếp tục dây dưa. TV là TV. Hạ Thiên thiếu điều tan vỡ. À, kia là thứ gì? Điện thoại cưng ơi. Điện thoại dùng làm gì? Dùng để gọi điện. Vài giờ sau Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh liên tục tiến hành đối thoại, điều này thiếu chút nữa làm hắn tan vỡ. Cơ Thanh Ảnh chẳng hiểu thứ gì, nàng hầu như hỏi vài lần về tất cả những thứ trong phòng khách sạn, Hạ Thiên đáng thương cũng không biết nên giải thích thế nào, cũng chỉ có thể nói qua loa mà thôi. Cuối cùng sau khi nói tất cả công dụng và tên gọi của mọi thứ thì hắn thật sự mệt ngây người, đối với hắn thì đây thật sự là tra tấn. Mệt quá. Vô tình đã khuya, Hạ Thiên cảm thấy đầu óc mỏi mệt, trên gương mặt tuyệt mỹ của Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng có chút mệt mỏi, nàng ngáp một cái, duỗi lưng một cái, nàng vốn có tư thái kinh người, bây giờ càng thêm kinh người. Nhưng lúc này Hạ Thiên thật sự không có tâm tình thưởng thức thân hình của nàng, vì trước đó hắn đã bị nàng hành hạ quá thảm. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu chờ mong Cơ Thanh Ảnh kia tái hiện như cũ. Chương 1440, mau đến thị tẩm với chấm. Tôi cũng rất buồn ngủ. Hạ Thiên nói thầm một câu, hắn buồn ngủ cũng không phải là cơ thể muốn, đây chủ yếu là mỏi mệt về tinh thần. Cơ Thanh Ảnh lúc này thật sự mang đến cho hắn cảm giác tra tấn về tinh thần, nhưng cũng vì vậy mà hắn mong muốn Cơ Thanh Ảnh trước kia xuất hiện. Yêu nữ kia tối đa chỉ đánh hắn một trận mà thôi, hắn tình nguyện bị đánh cũng không thích bị như thế này. Chồng, trẫm buồn ngủ quá, mau đến thị tẩm với trẫm. Cơ Thanh Ảnh lúc này lầm bầm một câu. Thị tẩm với trẫm. Hạ Thiên chợt ngây người, sau đó tất cả bức bối có chút tiêu tán. Thị tẩm sao? Đêm nay Hạ Thiên nhất định phải lấy lại mặt mũi mới được. Hạ Thiên vô thức nhìn về phía Cơ Thanh Ảnh, trong đầu không tự chủ được phải nghĩ về những tình huống xảy ra trong rừng trước kia. Hắn đã sớm nhớ rõ những thứ trên người nàng, đáng tiếc là hắn không thể đi nghiệm chứng, mà bây giờ cơ hội cuối cùng cũng đã tới. Vợ yêu nữ, tôi cởi áo cho. Hạ Thiên cuối cùng cũng không khách khí. Hắn bế Cơ Thanh Ảnh lên, đặt lên giường. Ta không phải là yêu nữ, cũng không phải là vợ ngươi, trẫm là nữ hoàng, ngươi phải gọi ta là bệ hạ. Ừ, Cơ Thanh Ảnh kháng nghị nhưng lần này không hiệu quả, nàng không ngờ Hạ Thiên trực tiếp chặn miệng mình, đồng thời đưa tay cởi thắt lưng. Dù Cơ Thanh Ảnh là nữ hoàng hay yêu nữ, tối nay Hạ Thiên sẽ phải tận tình hưởng thụ. Vài phút sau, trẫm muốn lên trên, nửa giờ sau, trẫm mệt rồi. Không cho ngươi thị tẩm nữa. Hai giờ sau. Chồng, trẫm ra lệnh cho ngươi xuống ngay. Sáng sớm hôm sau. Chồng, trẫm muốn tru di cửu tộc nhà ngươi. Cơ Thanh Ảnh nói xong lời hung ác thì ngủ ngay lập tức. Cuối cùng cũng lấy lại được chút danh dự. Hạ Thiên thì thào nói, hắn ôm cơ thể băng thanh ngọc khiết của Cơ Thanh Ảnh mà nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Thành phố Giang Hải. Trong biệt thự của Kiều Tiểu Kiều, Kiều Đông Hải, Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi đều đang ở trong phòng khách. Đinh Hương dám uy hiếp chúng ta. Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Anh cũng có chút bất ngờ, ông ta hình như đã điều tra rất rõ về Hạ Thiên, nhưng lại dám đến đây uy hiếp, hình như có gì đó để dựa dẫm. Ông ta còn nói Hạ Thiên thiếu nợ, anh cảm thấy đầu óc của ông lão này có vấn đề, sợ rằng sẽ làm ra những chuyện điên cuồng. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu. Ngày hôm qua anh đã cho người theo dõi lão ta. Thuận tiện còn điều tra tin tức, thấy biểu hiện của ông ta là không bình thường. Ngày hôm qua sau khi rời khỏi đây thì ông ta trực tiếp bay sang Mỹ, dù là hộ chiếu hay vé máy bay đều chuẩn bị đầy đủ giống như có dự liệu từ trước. Hơn nữa anh còn nghe nói tất cả tài sản cố định của lão ở Nhạc Nam đều đã được chuyển nhượng, đều biến thành tiền mặt. Anh cảm thấy lão già Đinh Hương này đang làm trò gì đó, vì đề phòng, anh cảm thấy nên cho em biết, như vậy mới chuẩn bị tốt. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Đại ca. Em biết rồi, thế này đi, anh tiếp tục cho người theo dõi ông ta, nếu ông ta thật sự có động tĩnh gì thì cứ nói cho em biết. Bây giờ chồng em có nhiều chuyện quan trọng cầu xử lý, tạm thời cũng không có thời gian quan tâm đến vấn đề này, nếu Đinh Hương muốn làm gì đó thì chúng ta trực tiếp xử lý, không cần quấy rầy chồng em. Được,
anh sẽ đi theo dõi ông ta. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu. Chỉ cần phát hiện ông ta có ý đồ bất lương, chúng ta sẽ ra tay trước. Được, cứ như vậy, nếu có tin tức gì anh cứ báo cho tôi biết. Kiều Tiểu Kiều thật sự không quá quan tâm đến chuyện này, bây giờ dù là nàng hay Hạ Thiên thì người thường cũng khó tạo thành uy hiếp. Bây giờ nàng chỉ quan tâm đến vấn đề như Hạ Thiên, cũng chính là những kẻ địch đến từ Phiêu Miểu Tiên Môn. Kiều Đông Hải nhanh chóng bỏ đi, Kiều Tiểu Kiều suy tư một lúc, cuối cùng lấy điện thoại ra bấm một số máy. Chị Vi Nhi sao, tôi là Tiểu Kiều. Giữa trưa, khách sạn Tây Đô. Một tiếng rên rỉ vang lên làm cho Hạ Thiên bừng tỉnh, âm thanh đó không thuộc về nữ hoàng mất trí cơ Thanh Ảnh, đó là của Mộc Hàm. Đây là tiếng chuông điện thoại bằng âm thanh của Mộc Hàm, lúc này nàng điện thoại đến. Vợ, có tin tức gì sao? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại, tin tức theo lời hắn chính là về đám người Phiêu Miểu Tiên Môn. Sau khi đến thành phố Tây Đô thì Hạ Thiên và cơ Thanh Ảnh ở cùng với nhau không đi ra ngoài tìm ai, dù có phần lớn nguyên nhân là do sự xuất hiện của cơ Thanh Ảnh, nhưng quan trọng hơn là hắn đang chờ tin của Mộc Hàm. Tuy bây giờ còn chưa có động tĩnh gì, nhưng thật ra trước khi Hạ Thiên đến Tây Đô thì Cục An ninh Quốc gia, Cục Công an, nhân viên ám tổ, thậm chí là cả lực lượng tình báo của quân đội đều được Mộc Hàm và Mỹ Nhi điều động bắt đầu tìm kiếm dấu vết của nhóm đệ tử Phiêu Miểu Tiên Môn. Lúc này ở phía thủ đô bên kia thì máy tính siêu tốc đang tính toán, cố gắng tìm ra vị trí của người đàn ông giết chết Nam Cung Yến. Chồng, tôi đã điều tra qua tất cả tư liệu, thành phố Tây Đô cũng không có tung tích của người tu tiên. Nhưng tôi sẽ xem xét vài vùng xung quanh thành phố, nếu có tin tức thì sẽ nói cho cậu biết. Còn một chuyện nữa rất kỳ quái, đó là hình ảnh vệ tinh chỉ chụp lại hình ảnh của người đàn ông giết Nam Cung Yến một lần mà thôi, bây giờ đối phương giống như biến mất tích. Mộc Hàm nhanh chóng tự thuật, giọng điệu có chút ngượng ngùng. Như vậy à? Hạ Thiên thật sự có hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không quan tâm. Vợ, nếu chị không điều tra được, như vậy thì đừng điều tra nữa, chính tôi có thể đi tìm người. Cơ Thanh Ảnh có thể giúp tôi tìm được những người khác. Cơ Thanh Ảnh sao? Mộc Hàm chợt ngây người. Cậu tìm được cô ta sao? Đúng vậy, hoặc là nói cô ấy tìm được tôi. Hạ Thiên nói đơn giản tình huống của Cơ Thanh Ảnh, ngay cả sự kiện bây giờ nàng không được bình thường cũng nói cho Mộc Hàm, sau đó hắn còn nhắc đến một sự kiện. Đúng rồi, vợ, chị thử dùng máy tinh siêu tốc để xem có thể xác định Cơ Thanh Ảnh xuất hiện ở Tây Đô vào thời điểm nào không? Nếu có thể thì chúng ta sẽ tìm ra kẻ nào làm cô ta mất đi công lực. Ừ, được, chồng, vậy cậu đưa hình cô ấy cho tôi. Mộc Hàm đồng ý. Hạ Thiên cũng không chậm trễ, hắn cúp điện thoại, sau đó mặc quần áo tử tế cho cơ Thanh Ảnh còn đang ngủ, cuối cùng lấy điện thoại chụp một tấm hình và gửi cho Mộc Hàm. Ủa, cái gì vậy? Nhưng cơ Thanh Ảnh bị Hạ Thiên quấy rối thì tỉnh lại, nàng thấy điện thoại của Hạ Thiên, vì vậy mà tính tò mò lại bùng lên. Hạ Thiên cảm thấy đau đầu, hắn chỉ có thể giải thích. Là điện thoại, cũng giống như điện thoại kia. Ủa, đây là tranh về ta sao? Cơ Thanh Ảnh lúc này thấy hình của mình trong điện thoại. Không phải tranh mà là ảnh, à, là một tấm hình. Hạ Thiên thật sự không biết nói gì hơn, hắn cũng coi là một con gà xài điện thoại, mà cơ Thanh Ảnh thì thật sự là quá ngu ngốc. Kết quả là nửa giờ sau cơ Thanh Ảnh vẫn loay hoay với chiếc điện thoại của Hạ Thiên. Nhưng như vậy thật sự là chuyện tốt với Hạ Thiên, vì nửa giờ đó cơ Thanh Ảnh xem điện thoại là đồ chơi, mà hắn thì có thể làm việc mình cần. Hạ Thiên cảm thấy có chút đói bụng, hắn gọi quầy phục vụ, gọi vài món. Nhưng khi thức ăn được đưa đến thì hắn thật sự có chút hối hận, vì nữ hoàng cơ Thanh Ảnh này lại bắt đầu lên mặt, bắt hắn hầu cơm, vì hai tay nàng còn bận chơi điện thoại của hắn. Vất vả lắm mới ăn xong bữa trưa, Hạ Thiên bắt đầu suy xét đến bước tiếp theo. Hắn cảm thấy cơ Thanh Ảnh xuất hiện nơi đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà người tu tiên giết chết Nam Cung Yến cũng xuất hiện ở chỗ này, xem ra có liên hệ. Chẳng lẽ cơ Thanh Ảnh vì người kia mà mất đi công lực? Hạ Thiên thầm có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy không thích hợp, đến bây giờ hắn cũng không hiểu rõ vì sao cơ Thanh Ảnh mất đi công lực. Vì hắn cảm thấy nàng giống như không mất đi công lực, mà giống như chưa từng luyện công vậy. Nhưng điều này là không thể. Vài ngày trước nàng còn là cao thủ phân thần kỳ, sao lại giống như chưa từng tu luyện? Đúng là hao tâm tổn trí. Hạ Thiên có chút phiền muộn, hành trình Tây Đô lần này giống như không quá thuận lợi. Ủa? Cơ Thanh Ảnh chợt la lên. Chồng, người này là ai vậy? Hình như ta có biết hắn. Cơ Thanh Ảnh cũng không phải nói bừa, nàng ngẫu nhiên bày ra cái giá của nữ hoàng, còn tự xưng là chấm, đôi khi lại xưng ta như người thường.
Hạ Thiên nhìn qua và vẻ mặt biến đổi. Cô biết hắn sao? Cơ Thanh Ảnh nhìn vào tấm ảnh, đó chính là người đàn ông đã giết chết Nam Cung Yến. Ngươi không biết hắn sao? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên, sau đó tỏ ra rất chân thành. Ta cảm thấy hắn rất quen mặt, có lẽ là quen biết, nhưng lại không nghĩ ra. Cô chăm chú suy xét lại xem, nhất định có thể nhớ ra. Hạ Thiên vội vàng nói, hắn thật sự muốn biết thân phận của đối phương, dù sao cũng là người có thể giết chết Nam Cung Yến, rõ ràng là một tồn tại hùng mạnh, bây giờ hắn gặp đối phương thì chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Được rồi, ta cần suy nghĩ. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu, sau đó tỏ ra suy tư. Lúc này Cơ Thanh Ảnh suy nghĩ chừng 3 phút, sau đó Hạ Thiên nghe ra âm thanh vui sướng của Cơ Thanh Ảnh. À, nhớ ra rồi, hắn tên là Nhiếp Tử Hùng. Cái gì, Nhiếp Tử Hùng? Hạ Thiên thật sự kinh hoàng, người này là Nhiếp Tử Hùng. Là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Môn cuối cùng ở thủ đô. Nhưng nghe nói Nhiếp Tử Hùng kia chỉ có tu vi kim đan trung kỳ thôi mà, sao lại như vậy? Hạ Thiên hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Cô xác định hắn là Nhiếp Tử Hùng, là Nhiếp Tử Hùng của Phiêu Miểu Tiên Môn. Cơ Thanh Ảnh dù sao cũng mất trí nhớ sẽ rất hỗn loạn, mà Hạ Thiên cần xác định chuyện này, vì vậy hắn cần hỏi cho rõ. Chương 1441, Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Đúng vậy, ta nhớ hắn chính là Nhiếp Tử Hùng. Cơ Thanh Ảnh gật đầu không chút do dự, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp của nàng có chút mê man. Phiêu Miểu Tiên Môn sao? Sao nghe quen tai như vậy? Hạ Thiên trầm ngâm, hắn bắt đầu suy xét lại những gì xảy ra sau khi gặp mặt Cơ Thanh Ảnh, cuối cùng hắn phát hiện nàng quên nhiều chuyện nhưng mỗi lần nhắc lại đều nhớ ra vài thứ. Điều này làm hắn bắt đầu tin nàng không nhớ lầm, người giết chết Nam Cung Yến chính là Nhiếp Tử Hùng của Phiêu Miểu Tiên Môn. Nhưng Nhiếp Tử Hùng chỉ là kim đan trung kỳ, sao có thể giết chết Nam Cung Yến nguyên anh trung kỳ? Chẳng lẽ Nhiếp Tử Hùng kia ẩn giấu thực lực? Nhưng theo lý thì muốn ẩn giấu cũng không dễ, dù là Nam Cung Yến không nhìn ra thì đám người cao thủ ở Phiêu Miểu Tiên Môn vẫn có thể thấy rõ, điều này đúng là kỳ quái. Hạ Thiên lầm bầm nói, sự việc càng lúc càng quỷ dị, điều này làm cho hắn đau đầu, đúng là khó xử lý. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Một âm thanh mềm mại truyền vào trong tai Hạ Thiên, thì ra Cơ Thanh Ảnh thấy hắn không nói lời nào thì mất vui. Chồng, trẫm muốn ngươi đưa ta xuất cung. Xuất cung? Hạ Thiên chợt dở khóc dở cười, Cơ Thanh Ảnh coi đây là hoàng cung sao? Không đợi Hạ Thiên giải thích chỗ này không phải là hoàng cung, Cơ Thanh Ảnh lại tiếp tục lên tiếng, lần này là kéo tay hắn, trong giọng nói có vài phần làm nũng. Dẫn ta ra ngoài chơi, chỗ này rất buồn bực. Được rồi, tôi đưa cô ra ngoài chơi. Hạ Thiên suy nghĩ và đồng ý, ở trong khách sạn suy tư mãi cũng không xong, ra ngoài đi dạo biết đâu sẽ có tác dụng. Hơn nữa lúc này Cơ Thanh Ảnh lúc thì hồn nhiên ngây thơ, lúc thì tỏ ra cao ngạo tự đại như nữ hoàng, điều này làm cho Hạ Thiên sinh ra cảm giác đặc biệt, hắn khó thể chống lại sự nài nỉ của nàng. Hơn nữa còn có một nguyên nhân quan trọng, bây giờ hắn thật sự không biết mặt đám người Phiêu Miểu Tiên Môn, hắn mơ hồ cảm thấy Cơ Thanh Ảnh tuy mất trí nhưng vẫn có thể nhận ra người quen. Hi hi, chồng, chấm thưởng cho ngươi vạn lượng hoàng kim. Cơ Thanh Ảnh vui vẻ nói. Hạ Thiên tất nhiên không cho rằng đó là thật, vì tối qua cô nàng này còn đòi xử lý cửu tộc của hắn. Hơn nữa Hạ Thiên cũng biết, đừng nói là vạn lượng hoàng kim, lúc này trên người Cơ Thanh Ảnh căn bản không có xu nào. Hắn đã kiểm tra nàng từ trên xuống dưới, ngoài quần áo nàng mặc trên người, nàng căn bản chẳng còn thứ gì khác. Tất nhiên nếu nói rõ ra thì thứ đáng giá nhất của nàng chính là cơ thể, vì nàng là một mỹ nữ tuyệt sắc, tuyệt đối khó thể dùng tiền tài mua được. Vài phút sau Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh đã xuất hiện trên đường ở thành phố Tây Đô, mà tình huống hắn bị tra tấn lại bắt đầu. Chồng, những cái hộp chạy qua lại kia là gì? Cơ Thanh Ảnh chỉ vào xe hơi trên đường. À, đó là xe. Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói. Xe sao? Nhưng ta nhớ không phải như thế, ta từng ngồi qua xe ngựa. Cơ Thanh Ảnh không quá tin tưởng. Chồng, không được gạt ta, nếu không ta Chu Di cửu tộc. Vậy thì cứ tự giết cả mình đi. Hạ Thiên tức giận nói, Chu Di cửu tộc của hắn sao? Bây giờ nàng là vợ hắn, trong đó không có nàng à? Chồng, vì sao những chiếc xe kia cũng không giống nhau? Cơ Thanh Ảnh cũng không tiếp tục quấn lấy ý nghĩ Chu Di cửu tộc, rõ ràng nàng chỉ nói như vậy mà thôi. Hạ Thiên lại rất hoài nghi, có lẽ Chu Di cửu tộc là một câu nói cửa miệng của Cơ Thanh Ảnh vào thời điểm trước, nếu không thì sao nàng lại nhớ rõ từ ngữ này như vậy?
xe ngựa của hoàng triều họ Cơ các người đều giống nhau sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Đúng, giống nhau. Cơ Thanh Ảnh khẽ gật đầu, sau đó lại tỏ ra mê hoặc. Hoàng triều họ Cơ là thứ gì? Nghe quen tai à nha? Cô là nữ hoàng của hoàng triều họ Cơ. Hạ Thiên tức giận nói, yêu nữ kia nhớ mình là nữ hoàng, lại không biết là nữ hoàng của phương nào. À, đây là hoàng triều họ Cơ sao? Cơ Thanh Ảnh tò mò hỏi. Không. Hạ Thiên vô tình đáp, hắn cũng không nên đưa nàng ra, vì ở trong phòng sẽ không có nhiều vấn đề như vậy, vừa ra ngoài là phát sinh vấn đề ngay lập tức. Vậy hoàng triều họ Cơ ở đâu? Cơ Thanh Ảnh có chút buồn rầu. Ta nghĩ không ra. Cô cứ suy nghĩ là sẽ ra thôi. Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói, vấn đề này sao hắn biết rõ đáp án cho được. Cơ Thanh Ảnh suy tư một lát, sau đó nàng bĩu môi, lắc đầu mất hứng. Nghĩ không ra, chồng, ta nghĩ không ra. Chồng, đó là gì? Sao nhiều người vào như vậy? Cơ Thanh Ảnh chợt di rời lực chú ý, nàng chỉ vào một siêu thị rồi hỏi. Đó là siêu thị. Hạ Thiên cảm thấy đau đầu. Siêu thị dùng làm gì? Cơ Thanh Ảnh hào hứng bừng bừng. Người kia vì sao không mặc quần áo? Cơ Thanh Ảnh lại rời đi lực chú ý. Người ta chỉ ăn mặc thiếu vải mà thôi. Hạ Thiên thật sự không nói gì, người ta rõ ràng có mặc quần áo mà. Làm ảnh hưởng văn hóa, trẫm muốn tru di cửu tộc cô ta. Cơ Thanh Ảnh có chút mất hứng. Hạ Thiên không nói gì hơn, người kia mặc bikini đi dạo trên đường, hơn nữa rằng người không tệ, làm cho không ít người được rửa mắt. Đây rõ ràng là chuyện tốt, cũng không nên tru di cửu tộc người ta ác độc vậy chứ. Là thứ gì vậy, thối quá. Một lúc sau Cơ Thanh Ảnh lại la lên. Là trao. Hạ Thiên nhìn một quán bán trao cách đó không xa rồi thuận miệng nói. Thúi như vậy mà sao vẫn có người ăn? Cơ Thanh Ảnh có chút mất hứng. Chấm sao có thể để cho con dân ăn những thứ này? Bọn họ không phải là con dân của cô. Hạ Thiên nhanh chóng tan vỡ. À, ta quên, chỗ này không phải là hoàng triều họ Cơ, người nơi đây quá đáng thương. Cơ Thanh Ảnh cuối cùng cũng nhớ đây không phải địa bàn của mình. Hạ Thiên muốn nói cho Cơ Thanh Ảnh biết, thật ra món trao ăn rất ngon, mà người ăn trao cũng không phải kẻ đáng thương. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc và quyết định không nên nói ra, nếu nói với người phụ nữ mất trí này thì thật sự rất mệt óc. Chồng, chấm khát nước, ta muốn uống nước. Cơ Thanh Ảnh lúc này lại nói một câu, nửa câu đầu là chấm, nửa câu sau lại là ta, rõ ràng bây giờ xưng hô hơi loạn. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến cách xưng hô của Cơ Thanh Ảnh, hắn nghe nói nàng muốn uống nước thì cũng có chút vui sướng. Trước tiên dùng thứ gì đó chặn miệng nàng lại cũng tốt, miễn cho nàng cứ hỏi thăm không ngớt miệng. Hạ Thiên tìm một quán ven đường mua nước cho Cơ Thanh Ảnh, nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy bực bội, yên nữ này quá khó hầu. Hạ Thiên mua cho Cơ Thanh Ảnh trà xanh không độ, sau đó nàng uống vào một ngụm và phun ra. Không dễ uống, chấm không chơi thứ này. Hạ Thiên mua nước chanh, sau đó Cơ Thanh Ảnh chỉ ngửi qua rồi vứt đi ngay. Hạ Thiên dứt khoát mua nước khoáng cho Cơ Thanh Ảnh, nhưng kết quả vẫn bị nàng ném xuống đất, đồng thời còn mất hứng. Chồng, ta muốn xử lý cửu tộc nhà ngươi. Hạ Thiên đang định cởi sạch quần áo và đánh vào mông Cơ Thanh Ảnh một trận, rốt cuộc yêu nữ kia thích uống gì. Mãi đến khi Cơ Thanh Ảnh đập bể chai nước thứ 10, Hạ Thiên chợt nhớ đến một sự kiện, thì ra yêu nữ này thích rượu. Hạ Thiên tranh thủ kéo tay Cơ Thanh Ảnh bỏ đi, sau đó tìm được một quán chuyên bán rượu và thuốc lá, hắn mua một chai Mao Đài đưa cho nàng. Hi hi, cái này uống được đấy. Cơ Thanh Ảnh uống vào một ngụm, sau đó nàng hớn hở nói. Chấm còn muốn. Ông chủ quán thật sự trợn mắt há mồm, mỹ nữ kia quá khủng. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh uống một hơi ba bình rượu mà vẫn tỏ ra như không có vấn đề gì thì ông chủ kia thật sự muốn hôn mê, đây là tiên tử, sao? Hạ Thiên lại thở ra một hơi, cuối cùng cũng hầu hạ tốt cho Cơ Thanh Ảnh, chuyện nàng thích rượu thì hắn đã biết từ trước, điều này cũng làm hắn xác định nàng thật sự là Cơ Thanh Ảnh trước kia. Mỹ nữ, có chuyện gì mà phải uống rượu giải sầu thế này? Đúng lúc này có một âm thanh vui đùa truyền đến. Uống rượu giải sầu cũng đừng ở đây, anh đưa em đến một nơi tha hồ uống. Lên tiếng là một người đàn ông hơn 30, bộ dạng có chút khó coi. Chẳng biết có phải vì uống nhiều rượu quá hay không mà người này và một tên đàn ông trung niên ở bên cạnh đều có ánh mắt lờ đờ, rõ ràng cả hai đều đã khá say. Này, ngươi nói gì? Ta khát nước mới uống rượu. Cơ Thanh Ảnh quay đầu trừng mắt nhìn tên khốn vừa xuất hiện. Còn nữa,
không được phép vô lễ với chấm, nếu không chấm Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Ha ha ha, chấm, Chu Di cửu tộc, nhà đầu tưởng mình là Võ Tắc Thiên sao? Tên đàn ông say rượu cười ha hả. Mỹ ứ, không phải là diễn viên đóng phim đấy chứ? Đùa giỡn quá chuyên nghiệp rồi. Cút. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn tên đàn ông say rượu rồi nói, dù Cơ Thanh Ảnh là yêu nữ thì cũng là yêu nữ nhà hắn, không đến lượt tên ngốc kia đùa giỡn. Mày nói ai cút đi, hả? Biết bố là ai không? Tên đàn ông rời đối tượng, bắt đầu mắng Hạ Thiên. Bốp. Một chai rượu đập lên đầu tên đàn ông say rượu, hắn kêu thảm một tiếng và ngã xuống đất. Mày. Người đàn ông trung niên còn lại muốn nói gì đó, nhưng kết quả là bị một chai rượu đập lên đầu, lại ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Hi hi, tốt lắm, chồng, chấm thưởng cho ngươi 1000 mẫu ruộng tốt. Cơ Thanh Ảnh vui vẻ vỗ bàn tay. Chương 1442, giúp nàng khôi phục công lực. Cô để cho tôi vài ngàn giây yên tĩnh là được rồi. Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực nói một câu, sau đó hắn kéo Cơ Thanh Ảnh đi, còn hai tên đàn ông kia, hắn cũng lười quan tâm. Thực tế hắn cũng không có thời gian quan tâm đến hai tên côn đồ rẻ rách kia, vì vậy mà không nói nhảm chỉ trực tiếp ra tay. Chồng, tôi còn muốn uống nước. Cơ Thanh Ảnh bĩu môi, nàng không cam lòng bỏ đi. Đây không phải là nước, mà là rượu. Hạ Thiên không nhịn được phải nói. À, vậy ta muốn uống rượu. Cơ Thanh Ảnh lập tức nói. Lần sau lại uống. Hạ Thiên không muốn tiếp tục cho Cơ Thanh Ảnh uống rượu, tuy tửu lượng của nàng cao nhưng đầu óc vốn không thanh tỉnh, nếu uống thêm vào thì sẽ càng thêm mất thanh tỉnh, như vậy những ký ức có tác dụng sẽ khó được lấy ra. Nếu không thì sao hắn có thể tìm ra những đệ tử khác của Phiêu Miểu Tiên Môn. Được, bây giờ ta muốn ăn thứ kia. Cơ Thanh Ảnh chỉ vào quán bán đường hồ lô cách đó không xa. Sau khi uống 3 chai Mao Đài mà không có chút men say giống như chỉ giải quyết vấn đề khát nước của Cơ Thanh Ảnh, sau đó nàng ăn đường hồ lô, bắt đầu liên tục muốn ăn thêm nhiều thứ khác. Nàng đi dạo một buổi chiều và ăn cả buổi chiều, tất nhiên đối với Hạ Thiên thì nàng ăn cũng không bằng cứ mãi tra tấn bằng các câu hỏi. Nhưng buổi chiều này cũng không phải bình yên, một mỹ nữ tuyệt sắc như Cơ Thanh Ảnh đi trên đường, tất nhiên sẽ có nhiều người chú ý. Mà cũng sẽ có nhiều tên tiến lên làm phiền, vì có lắm kẻ to gan. Tiểu thư, muốn đi hóng gió không? Cơ Thanh Ảnh đang cầm đường hồ lô thì một chiếc Ferrari đẹp đẽ dừng lại, một tên thanh niên ngồi trên bên trong huýt sáo với Cơ Thanh Ảnh. Bất kính với chấm sao? Chu Di cửu tộc nhà ngươi? Cơ Thanh Ảnh trừng mắt nhìn tên thanh niên, sau đó nàng tiếp tục ăn kẹo hồ lô. Hạ Thiên không nói gì, thật ra hắn cũng đang ăn kẹo hồ lô, vì Cơ Thanh Ảnh muốn hắn cùng ăn. Hắn chợt há miệng, phụt, một hạt kẹo phóng về phía tên thanh niên trong xe Ferrari. Á! Tên thanh niên kêu lên một tiếng thảm thiết rồi hôn mê. Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh tiếp tục đi về phía trước xem như chưa có gì phát sinh. 10 phút sau. Mỹ nữ, đi chơi với anh không? Lại một chiếc xe dừng lại bên cạnh Cơ Thanh Ảnh. Lúc này không đợi Cơ Thanh Ảnh mở miệng, Hạ Thiên tát vào mặt tên kia, đối phương lăn xuống đường bất tỉnh. Bây giờ Hạ Thiên căn bản không muốn cho đám người kia nói nhảm, nếu có kẻ muốn tiến lên lôi kéo làm quen thì trực tiếp đập bay hoặc đá ngã. Còn Cơ Thanh Ảnh, nàng không ra tay, nàng chỉ nói Chu Di cửu tộc nhà ngươi nhưng khi nói ra thì biểu cảm lại không giống như muốn giết người, không những âm thanh trong vắt, thậm chí nhiều lúc còn nở nụ cười. Chỉ vài giờ buổi chiều mà Hạ Thiên đã đánh ít nhất hơn 10 tên muốn thả dê, cuối cùng kéo đến một đám cảnh sát, mà kết quả của đám cảnh sát cũng không khá hơn. Hắn không cho bọn họ cơ hội lên tiếng mà đánh ngã ngay lập tức. Hạ Thiên cũng không muốn quan tâm đến đám người kia, hắn không muốn phí thời gian ở những vấn đề không đâu, hơn nữa hắn bị Cơ Thanh Ảnh giày vò, tâm tình thật sự không tốt. Những người kia căn bản lại muốn động vào hắn, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Mãi đến 8 giờ tối thì Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh mới quay về khách sạn Tây Đô, lúc này Cơ Thanh Ảnh đã sớm lấp đầy bụng bằng những món quà vặt. Chồng, tắm rửa cho chấm. Cơ Thanh Ảnh vào phòng và ra lệnh. Hạ Thiên tất nhiên sẽ rất thích mệnh lệnh như vậy, vì thế hắn nhanh chóng lột sạch Cơ Thanh Ảnh, ôm nàng vào phòng tắm. 10 phút sau. Tắm cho chấm, không phải thị tẩm. Chấm sẽ Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Nửa giờ sau. Chấm không thích nằm sấp. Chấm Chu Di nhà ngươi. 2 giờ sau. Chấm muốn lên trên. Nửa đêm. Trên giường lớn, Cơ Thanh Ảnh nằm trên người Hạ Thiên nhưng lúc này không còn chút sức lực nào. Chỉ lẳng lặng nằm sấp, mắt nhắm nghiền. Chấm muốn ngủ, không cho phép quấy rầy, nếu không chấm Chu Di cửu tộc.
Vài phút sau Cơ Thanh Ảnh nỉ non nói vài câu, cuối cùng hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Hạ Thiên vừa được hưởng thụ thân thể của nữ hoàng, lúc này hắn cũng không quá buồn ngủ, vì 10 phút trước hắn nhận được điện thoại của Mộc Hàm. Mộc Hàm cũng không mang đến cho hắn một tin tức tốt, Nhiếp Tử Hùng giết chết Nam Cung Yến vẫn chưa xuất hiện, xem xét những vùng xung quanh Tây Đô cũng chẳng thấy gì khác. Còn thời gian Cơ Thanh Ảnh xuất hiện sớm nhất thì nàng cũng đã tìm ra, nhưng tất cả không có tác dụng, vì Cơ Thanh Ảnh xuất hiện trước khi gặp Hạ Thiên vài giờ, hơn nữa địa điểm lại cách đó không xa. Nói cách khác thì Cơ Thanh Ảnh xuất hiện cực kỳ đột ngột, không có dấu vết, giống như tự nhiên xuất hiện vậy. Hạ Thiên đến thành phố Tây Đô và chẳng có gì tiến triển, điều duy nhất tiến triển chính là biết thân phận của kẻ đã xử lý Nam Cung Yến, chính là Nhiếp Tử Hùng. Phát hiện này làm cho Hạ Thiên thật sự yên lòng với bên thủ đô, vì điều này có nghĩa là ở thủ đô không còn ai uy hiếp Mộc Hàm và Mỹ Nhi. Nhưng tiến triển kia lại do Cơ Thanh Ảnh mang đến, mà Hạ Thiên cũng ý thức được những thứ mình không tìm ra từ người tu tiên khác, bây giờ đều nằm trên người Cơ Thanh Ảnh. Rốt cuộc phải làm sao để khôi phục trí nhớ cho cô ta? Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, bây giờ Cơ Thanh Ảnh thật sự rất khó hiểu. Dù Hạ Thiên là đệ nhất thần y nhưng cũng không có cách nào khôi phục ký ức cho Cơ Thanh Ảnh, thật sự không có biện pháp, vì thầy thuốc muốn chữa bệnh thì đối phương phải có bệnh, nhưng vấn đề là Cơ Thanh Ảnh mất trí căn bản không có bất kỳ hao tổn nào, nàng căn bản không bị bệnh, sao có thể chữa trị? Chẳng lẽ vì mất đi công lực mới mất trí nhớ? Hạ Thiên suy nghĩ một lúc lâu và có ý nghĩ này. Nếu không thì mình phục hồi công lực cho nàng ta, đợi khi công lực khôi phục thì trí nhớ cũng khôi phục. Hạ Thiên cuối cùng cũng quyết định thử một lần, hắn thật sự không còn biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể thử vận may mà thôi. Còn khôi phục công lực ra sao, đối với hắn thì nó không quá khó, nói trắng ra là cho Cơ Thanh Ảnh một cơ hội tu luyện lại. Chỉ cần thay nhau thi triển từ đệ tứ châm đến đệ lục châm trên người nàng một lần nữa, như vậy công lực của nàng có thể khôi phục đến mức phân thần kỳ. Tất nhiên nếu muốn thi triển đệ lục châm vào lúc này là không thể, chỉ có thể chờ thần tiên tỷ tỷ và em chân dài tìm ra công pháp song tu mới được. Hạ Thiên nghĩ đến đây và lập tức hành động, bây giờ hắn không muốn ngủ, trước tiên phải dùng đệ tứ châm tẩy tủy cho Cơ Thanh Ảnh, vừa đúng lúc nàng không mặc quần áo. Nói đến quần áo thì Cơ Thanh Ảnh hình như rất quý bộ cung trang của mình, lúc chiều Hạ Thiên định đi mua cho nàng vài bộ quần áo mới, nhưng nàng lại không chịu. Khi không còn biện pháp thì hắn cũng không muốn làm bẩn bộ cung trang của nàng. Hạ Thiên ôm Cơ Thanh Ảnh đang ngủ say đặt xuống dưới, hắn thì bước xuống mặc quần áo, nàng vẫn ngủ rất say, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Hạ Thiên lấy ra ngân châm bắt đầu tẩy tủy cho Cơ Thanh Ảnh, thời gian lần này chưa đến 5 phút, mà hầu như hắn cũng có chút ngạc nhiên, vì trong cơ thể Cơ Thanh Ảnh hầu như không có chút tạp chất nào. Đến lúc này Hạ Thiên đã tẩy tủy cho hơn 20 người nhưng chưa từng ai giống như Cơ Thanh Ảnh. Chỉ có chút cho bụi nhỏ bám bên ngoài mà thôi. Lúc này tẩy tủy không hiệu quả với nàng, nhưng kỳ quái là linh khí của nàng tăng trưởng nhiều hơn người khác, tất cả linh khí đều được nàng hấp thu, Hạ Thiên chẳng có chút nào. Xem ra thể chất của yêu nữ này cũng không tầm thường. Hạ Thiên thì thào nói, hắn ôm Cơ Thanh Ảnh vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa cho nàng, sau đó lại ôm nàng lên giường, mãi đến bây giờ mà nàng vẫn còn chưa tỉnh lại, thật sự là kỳ tích. Khi Hạ Thiên xem xét lại cơ thể của Cơ Thanh Ảnh thì ngạc nhiên phát hiện, dù nàng đang ngủ nhưng linh khí vẫn tự động vận hành, công pháp giống hệt như phiêu miễu tâm pháp. Cô đúng là không bình thường. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn quyết định không động đến nàng, để ngủ một giấc rồi nói sau, đợi ngày mai cho nàng ăn đan dược, nhanh chóng đến cấp bậc kim đan kỳ. Hạ Thiên đang chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ thì vẻ mặt biến đổi, hắn đâm châm lên người Cơ Thanh Ảnh, lúc này nàng đang ngủ say cũng lập tức mở mắt. Mau, mặc quần áo vào ngay. Hạ Thiên khẽ nói. Làm sao vậy? Cơ Thanh Ảnh có chút mơ hồ, nhưng nàng lại khá nghe lời, nhanh chóng mặc quần áo vào. Có cao thủ tiếp cận, chúng ta đi ra xem. Hạ Thiên khẽ giải thích một câu, sau đó hắn nắm lấy eo nhỏ của Cơ Thanh Ảnh, lóe người lên rồi biến mất. Một giây sau Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh xuất hiện trên sân thượng khách sạn Tây Đô. Trên không trung, một bóng người đang dần tiếp cận về phía bên này. Chỉ sau nháy mắt thì trên mái nhà của khách sạn Tây Đô chợt xuất hiện kẻ thứ ba, đó là một người đàn ông còn khá trẻ, mặc thanh sam rất bình thường nhưng lại gây ra cho Hạ Thiên áp lực rất lớn. Là Nhiếp Tử Hùng. Chương 1443, trước nguy cơ sinh tử. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Hùng, ánh mắt càng thêm kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Vì sao hắn cũng chỉ có thể thấy Nhiếp Tử Hùng có tu vi kim đan trung kỳ mà thôi?
chẳng lẽ Nam Cung Yến thật sự không phải chết trong tay Nhiếp Tử Hùng? Khi Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Hùng, ánh mắt của Nhiếp Tử Hùng lại rơi lên người Cơ Thanh Ảnh, rõ ràng hắn chú ý đến Cơ Thanh Ảnh chứ không phải là Hạ Thiên, thậm chí hắn căn bản không biết Hạ Thiên. Có thể thấy Cơ sư tỷ ở đây, thật sự là bất ngờ. Nhiếp Tử Hùng cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu nhàn nhạt, trong miệng nói bất ngờ nhưng giọng điệu không chút kinh ngạc. Ta nhớ ra ngươi, ngươi chính là Nhiếp Tử Hùng. Cơ Thanh Ảnh vẫn nở nụ cười khờ dại. Nhiếp Tử Hùng nhíu mày, Cơ Thanh Ảnh trước mắt hình như không giống với Cơ Thanh Ảnh mà hắn được biết, vì đối phương trước kia kiêu ngạo lạnh lùng, trên mặt cũng không xuất hiện nụ cười như lúc này. Cơ sư tỷ cứ nói đùa, đồng môn với nhau đã 10 năm, tất nhiên tỷ phải nhận ra ta. Nhiếp Tử Hùng thản nhiên nói. Đồng môn 10 năm. Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu, nàng suy tư một lát rồi quay sang nhìn Hạ Thiên. Chồng, hắn nói gì vậy? Hắn nói đã biết cô 10 năm rồi. Hạ Thiên thuận miệng giải thích một câu nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Nhiếp Tử Hùng, vẫn không dám buông lỏng. Chồng sao? Nhiếp Tử Hùng nghe thấy Cơ Thanh Ảnh xưng hô như vậy thì có chút kinh ngạc, sau đó đưa mắt sang Hạ Thiên. Xem ra ta lại đánh giá thấp ngươi. Nghe nói ngươi là người xử lý người phụ nữ xấu xí Nam Cung Yến. Hạ Thiên chợt mở miệng hỏi. Nhiếp Tử Hùng không trả lời vấn đề của Hạ Thiên. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên rồi vài giây sau chợt kinh ngạc mở miệng. Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Ngươi là Vấn Thiên Quân à? Không đợi Hạ Thiên trả lời, Nhiếp Tử Hùng tự lắc đầu. Không phải, ngươi không phải là Vấn Thiên Quân, ngươi là ai? Trong ấn tượng của ta thì Phiêu Miểu Tiên Môn không có người như ngươi. Vấn Thiên Quân sao? Hạ Thiên cũng ngạc nhiên. Vấn Thiên Quân là ai? Một cái tên rất quen thuộc. Cơ Thanh Ảnh chợt đón lời. Để ta suy nghĩ, ta nhớ ra rồi, Vấn Thiên Quân chính là Sư Tôn. Sư Tôn. Vẻ mặt Hạ Thiên chợt biến đổi, Sư Tôn của Cơ Thanh Ảnh, như vậy không phải là sư phụ của Thần Tiên Tỷ Tỷ, là môn chủ Phiêu Miểu Tiên Môn sao? Cơ Thanh Ảnh lúc này lại mở miệng, nàng nhìn Nhiếp Tử Hùng rồi dùng giọng trong trẻo động lòng người nói. Ngươi ngốc quá, Hạ Thiên là chồng ta, sao lại là Sư Tôn? Ngươi là Hạ Thiên. Nhiếp Tử Hùng nhìn Hạ Thiên rồi nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, ta là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm trả lời, sau đó lại hỏi ngược lại một câu. Ngươi đang đi tìm Vấn Thiên Quân. Hạ Thiên nói ra những lời này cũng không phải bừa bãi, dù Nhiếp Tử Hùng muốn tìm ai, nhưng nếu đối phương thật sự muốn tìm Vấn Thiên Quân, như vậy có một kết luận đáng sợ, đó là Vấn Thiên Quân đang ở đây. Ngươi không biết Vấn Thiên Quân. Nhiếp Tử Hùng nhìn Hạ Thiên. Giọng điệu bình thản. Đại lục Tiên Vân không có người nào nhìn ra Vấn Thiên Quân, Phiêu Miểu Tiên Môn không ai dám không tôn kính Vấn Thiên Quân. Rõ ràng ngươi không phải là đệ tử của Vấn Thiên Quân, thậm chí không phải người đại lục Tiên Vân, nói cách khác thì ngươi là người của thế giới này, nhưng thế giới này sao có thể luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Này, ngươi hình như cũng không tôn kính Vấn Thiên Quân thì phải. Hạ Thiên hỏi ngược lại. Ý của ngươi là, ngươi không phải đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Môn. Ngươi không có tư cách hỏi ta về vấn đề này. Ánh mắt Nhiếp Tử Hùng chợt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên hai luồng hào quang. Những tu sĩ nơi đây hầu như đều bị diệt sạch, ngươi sao có thể tu luyện đến Nguyên Anh Trung Kỳ? Chắc chắn ngươi có cơ duyên, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Nguyệt Thanh Nhã và Dạ Ngọc Mị không? Không. Hạ Thiên thầm cảm thấy mất vui, nhưng lúc này hắn cũng không nổi giận, vì Nhiếp Tử Hùng làm hắn sinh ra cảm giác quái dị, hơn nữa ngay cả Nam Cung Yến cũng chết trong tay Nhiếp Tử Hùng. Bây giờ hắn còn có một Cơ Thanh Ảnh vướng víu, muốn đánh cũng khó thắng. Vấn đề lớn nhất chính là Hạ Thiên không nhìn rõ Nhiếp Tử Hùng có tu vi thế nào, rõ ràng nhìn qua chỉ là Kim Đan Trung Kỳ nhưng thực tế lại không như vậy, tất nhiên có chút quái dị, điều này làm hắn không dám trở mặt với Nhiếp Tử Hùng. Nguyên nhân căn bản nhất chính là Hạ Thiên còn muốn tìm ra chút tin tức từ Nhiếp Tử Hùng, vì cái gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nếu hắn có thể tìm hiểu được mục đích và thực lực thật sự của Nhiếp Tử Hùng. Như vậy sẽ biết cách đối phó. Thật không? Nhiếp Tử Hùng hừ lạnh một tiếng. Ta cũng muốn biết, tu vi của ngươi làm sao mà có được. Ngươi đã bao giờ nghe qua bí thuật của nhà họ Cơ chưa? Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang hỏi. Bí thuật của nhà họ Cơ? Vẻ mặt Nhiếp Tử Hùng chợt biến đổi, lần này hắn lại chuyển hướng sang Cơ Thanh Ảnh, hắn dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn vài lần, vẻ mặt chợt biến đổi. Cơ sư tỷ. Ta không ngờ ngươi vì một tên nam nhân mà hy sinh lớn như vậy, ngươi dùng bí thuật của nhà họ Cơ để truyền công lực cho hắn sao?
hèn gì bây giờ ngươi không khác gì một tu sĩ luyện khí kỳ. Các người đang nói gì vậy? Cơ Thanh Ảnh bĩu môi. Sao ta nghe không hiểu vậy? Không có gì, chúng ta đi thôi, về phòng ngủ. Hạ Thiên nắm lấy vòng eo của Cơ Thanh Ảnh, hắn hời hợt nói một câu rồi xoay người muốn bỏ đi. Ta đã nói cho các người đi sao? Âm thanh lạnh lùng vang lên, là Nhiếp Tử Hùng. Hạ Thiên cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hắn xoay người mắng. Chú bị làm sao vậy? Anh đi hay không có liên quan đến chú sao? Hạ Thiên vừa nói vừa bước ra, xúc địa thành thốn. Trước nay Hạ Thiên không làm những gì không nắm chắc, vì vậy mắng thì mắng nhưng hắn đã muốn chạy trốn, đánh không lại Nhiếp Tử Hùng nhưng chạy thì không có vấn đề chứ. Không biết sống chết. Nhiếp Tử Hùng hừ lạnh một tiếng, một tay chụp về phía cổ họng của Hạ Thiên. Khi thấy động tác của Nhiếp Tử Hùng thì Hạ Thiên cũng đã xác nhận một điều, Nam Cung Yến thật sự chết trong tay người này, tên khốn kia thích bóp cổ người khác. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu thì Hạ Thiên cũng không dừng lại, hắn tiến ra một bước, nhưng một giây sau hắn đã cảm thấy vã mồ hôi lạnh, vì hắn phát hiện mình không động đậy gì được, thân pháp xúc địa thành thốn này không thi triển được. Một lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng kéo đến, nó cũng không phải là chân khí giống như là lực lượng tinh thần, cơ thể của Hạ Thiên không cảm thấy uy áp nhưng tinh thần lại tiếp nhận một áp lực cực kỳ khủng bố, vì luồng lực lượng này áp chế mà hắn cảm thấy không thể nào nhúc nhích được. Khoảnh khắc này Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy mình không nhìn lầm, Nhiếp Tử Hùng thật sự là tu vi kim đan trung kỳ nhưng có lực lượng tinh thần cực mạnh, cũng vì lực lượng này mà đối phương giết chết Nam Cung Yến, mà bây giờ cũng đưa mình tiến đến bên bờ cái chết. Khoảnh khắc bàn tay Nhiếp Tử Hùng sắp đụng vào cuống họng của Hạ Thiên, hắn cố gắng chống trả nhưng không hiệu quả. Á! Một tiếng thét lớn vang lên, âm thanh phát ra từ miệng Cơ Thanh Ảnh. Không được động vào chồng ta! Khi tiếng thét kia vang lên thì Hạ Thiên chợt phát hiện lực lượng tinh thần áp chế chính mình chợt xuất hiện sóng dao động, mà luồng sóng dao động đó lại mang đến cho hắn cơ hội rất lớn, vì khoảnh khắc này hắn cảm thấy mình có thể di động được. Hạ Thiên đưa hai tay vào ngực và tung ra hơn 10 cây ngân châm, tay kia ném ra 10 luồng thuốc bột, đồng thời hai tay tụ trưởng dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía Nhiếp Tử Hùng. Dù Nhiếp Tử Hùng có lực lượng tinh thần cực mạnh thì cũng phải thi triển từ cơ thể, mà cơ thể hắn chỉ có tu vi kim đan trung kỳ. Chỉ cần hủy diệt cơ thể thì lực lượng tinh thần sẽ hết chỗ tồn tại, sẽ chết ngay. Đây là ý nghĩ của Hạ Thiên, hắn cũng không lựa chọn phương thức chạy trốn, vì hắn biết rất khó chạy thoát, không bằng đánh một trận, toàn lực giết chết Nhiếp Tử Hùng. Nhưng lúc này Nhiếp Tử Hùng chợt biến mất, đến lúc này một đòn toàn lực của Hạ Thiên mất đi mục tiêu, thất bại trong khoảnh khắc. Một giây sau Hạ Thiên chợt cảm thấy lực lượng tinh thần ép đến, lần này còn mạnh hơn trước làm cho hắn không thể nhúc nhích. Hầu như cùng lúc này Nhiếp Tử Hùng lại xuất hiện trong mắt hắn, bàn tay của đối phương lại vươn về phía cổ họng hắn. Nhiếp Tử Hùng, lập tức cút đi cho ta. Một tiếng quát lạnh vang lên. Nếu không ta tru di cửu tộc nhà ngươi. Đòn tấn công của Nhiếp Tử Hùng chợt dừng lại, hắn xoay người nhìn Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này lực lượng tinh thần biến mất, Hạ Thiên khôi phục năng lực hoạt động, nhưng hắn cũng không tiếp tục tấn công Nhiếp Tử Hùng. Lúc này hắn cũng nhìn về phía Cơ Thanh Ảnh. Vẻ mặt cũng rất kinh ngạc. Âm thanh vừa rồi là của Cơ Thanh Ảnh nhưng hầu như lại không phải là của Cơ Thanh Ảnh, cụ thể thì đó là của Cơ Thanh Ảnh cao ngạo trước kia, không phải là Cơ Thanh Ảnh ngây dại mất trí nhớ vào lúc này. Nhưng khi Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, hắn thấy nàng vẫn là Cơ Thanh Ảnh hồn nhiên ngây dại, trên người nàng không có chút cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo, ánh mắt nàng vẫn rất hiếu kỳ, tất nhiên còn có chút kinh hoàng. Thì ra là thế. Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, đột nhiên hắn hiểu ra. Ngươi lại là Cơ Thanh Ảnh. Chương 1444, một nửa Cơ Thanh Ảnh. Cút. Cơ Thanh Ảnh lại nói, nàng vẫn lạnh lùng, lần này Hạ Thiên thật sự xác nhận nó phát ra từ Cơ Thanh Ảnh trước mắt, nhưng kỳ quái là âm thanh rất lạnh nhưng vẻ mặt lại khác biệt. Nhiếp Tử Hùng đưa mắt nhìn Cơ Thanh Ảnh, vẻ mặt chợt biến đổi, 30 giây sau hắn chợt xoay người nhanh chóng bay về phương xa, lại là bỏ chạy. Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh, trong mắt tràn đầy mê hoặc. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Nhiếp Tử Hùng chỉ là kim đan trung kỳ mà thiếu chút nữa đã giết chết hắn là một nguyên anh trung kỳ, mà Cơ Thanh Ảnh không có chút công lực lại có thể dọa cho Nhiếp Tử Hùng bỏ chạy, điều này sao quỷ dị như vậy? Còn nữa, lực lượng tinh thần của Nhiếp Tử Hùng kia cuối cùng là thứ gì? Cũng là lực lượng của người tu tiên sao? Chồng, ta buồn ngủ quá. Cơ Thanh Ảnh lại dùng giọng mềm nhũn nói, nàng vừa nói vừa ngáp. Hạ Thiên nhìn Cơ Thanh Ảnh. Hắn thật sự có chút tan vỡ, chẳng lẽ là nhân cách phân liệt?
Nhưng dù là như vậy thì hắn cũng có thể biết được, rốt cuộc là có vấn đề gì. Ủa, sao chúng ta lại ở chỗ này? Cơ Thanh Ảnh tỏ ra mê hoặc. Cô không nhớ những gì vừa xảy ra sao? Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi. Vừa rồi sao? Cơ Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nàng lắc đầu. Vừa rồi làm sao? Ôi, nhớ rồi, vừa rồi ngươi bất kính với ta trong nhà tắm, ta tru di cửu tộc nhà ngươi. Hạ Thiên chợt đau đầu, cái gì rối loạn như vậy? Không được, cần về Thanh Phong Sơn hỏi thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên chợt có ý nghĩ muốn về Thanh Phong Sơn, không chỉ vì nguyên nhân Cơ Thanh Ảnh, còn là nguy cơ mà Nhiếp Tử Hùng đưa đến, còn vì vấn thiên quân mà Nhiếp Tử Hùng vừa nhắc đến. Hắn bắt đầu mơ hồ ý thức được uy hiếp lớn nhất của mình vốn không phải là ba người tu tiên của Phiêu Miểu Tiên Môn ở Tây Đô, mà chính là Nhiếp Tử Hùng và Vấn Thiên Quân không biết có đến đây hay không kia. Hạ Thiên nghĩ như vậy và bắt đầu hành động, hắn ôm Cơ Thanh Ảnh lên nhắm chuẩn phương hướng, chuẩn bị đến Thanh Phong Sơn, đêm nay phải về đến Thanh Phong Sơn. Chồng, người đưa ta đi đâu vậy? Ta phải về ngủ. Cơ Thanh Ảnh dùng giọng mê hoặc nói. Tôi muốn đưa cô đi Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên cũng không giấu, hắn còn hỏi. Cô còn nhớ Thanh Phong Sơn không? Thanh Phong Sơn sao? Cơ Thanh Ảnh hình như có chút mê hoặc, vài giây sau nàng chợt hô lên duyên dáng. Ôi, không thể đi Thanh Phong Sơn, mau quay về. Không được đi Thanh Phong Sơn sao? Hạ Thiên chợt sững sờ, tốc độ chậm lại. Đúng vậy, không nên đi, không nên đi. Cơ Thanh Ảnh khẳng định. Sao lại không nên đi? Hạ Thiên không hiểu. Cô nhớ ra điều gì sao? Ta cũng không biết, dù sao ta cũng nhớ là không nên đi. Cơ Thanh Ảnh cố gắng suy nghĩ. Hình như có liên quan đến một người tên là Nguyệt Thanh Nhã. Cơ Thanh Ảnh cố gắng suy tư thêm vài phút, sau đó nói với vẻ mặt đau khổ. Ta thật sự không nghĩ ra, ta rất buồn ngủ, nếu không cho ta ngủ, ta sẽ xử lý cửu tộc nhà ngươi. Được rồi, chúng ta về phòng trước. Hạ Thiên chỉ có thể bỏ kế hoạch quay về Thanh Phong Sơn. Trong lòng thầm khó hiểu, yêu nữ chết tiệt này đến bao giờ mới khôi phục lại được. Vài phút sau Cơ Thanh Ảnh đã ngủ trong phòng khách sạn, Hạ Thiên vẫn không buồn ngủ, hắn suy xét rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại bấm số. Vài phút sau Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, ngã xuống giường, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ. Một giờ sau, Hạ Thiên chợt mở to mắt, chuông điện thoại vang lên, hắn không thèm nhìn mà nghe máy ngay. Thần tiên tỷ tỷ, tiểu sắc lang, có chuyện gì sao? Âm thanh dịu dàng của Nguyệt Thanh Nhã chợt vang lên, bây giờ là 2 giờ sáng, Kiều Tiểu Kiều chạy từ Giang Hải đến Thanh Phong Sơn để nàng điện thoại cho Hạ Thiên, điều này làm cho nàng ý thức được có chuyện xảy ra, nếu không thì Hạ Thiên cũng không vội vã như vậy. Thanh Phong Sơn tuy có thể gọi điện thoại nhưng phải rời khỏi Càn Khôn Đại Trận, nếu đứng bên trong thì không có tín hiệu. Nói cách khác thì khi mọi người ở trong Càn Khôn Đại Trận sẽ khó thể liên lạc với bên ngoài, nhất định chỉ có Kiều Tiểu Kiều mới có thể liên lạc được với Nguyệt Thanh Nhã. Tất nhiên cũng có phương án giải quyết, tuy trong Càn Khôn Đại Trận không có tín hiệu điện thoại nhưng vẫn có thể đưa dây vào, thực tế Tiểu Yêu Tinh đang nghĩ biện pháp để kéo cáp lên Thanh Phong Sơn, tin chắc vài ngày nữa Hạ Thiên muốn liên lạc với Nguyệt Thanh Nhã cũng không còn phiền toái như vậy. Thần tiên tỷ tỷ, bên này xảy ra chút chuyện kỳ quái. Hạ Thiên khẽ ấn lên đầu Cơ Thanh Ảnh đang ngủ say, bảo đảm nàng sẽ không tỉnh lại, sau đó hắn kể chuyện xảy ra 2 ngày, bao gồm sự khác thường của Cơ Thanh Ảnh, sự xuất hiện của Nhiếp Tử Hùng. Còn có Vấn Thiên Quân, v.v. Tất cả đều nói cho Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên thấy những chuyện này rất kỳ quái, tuy hắn nghĩ mãi mà không rõ nhưng thần tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ có đáp án, dù sao thì hắn cũng không hiểu nhiều về người tu tiên mà thần tiên tỷ tỷ thì khác. Nàng biết về người tu tiên, biết đại lục tiên vân, hiểu rõ chuyện ở Phiêu Miểu Tiên Môn 20 năm trước. Khi Hạ Thiên nói ra những lời này thì Nguyệt Thanh Nhã luôn không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Tuy hai bên cách xa vạn dặm nhưng Hạ Thiên vẫn có thể nghe được nhịp tim của thần tiên tỷ tỷ đập nhanh hơn khá nhiều, rõ ràng câu chuyện của hắn cũng làm cho nàng chấn động. Tiểu Thiên, cậu bây giờ thật sự không nên quay về, vì có Tiểu Mị ở đây, nếu đưa Cơ Thanh Ảnh về, Tiểu Mị nhất định sẽ xử lý Cơ Thanh Ảnh. Sau khi Hạ Thiên nói xong thì Nguyệt Thanh Nhã trầm ngâm một chút mới khẽ nói. Hạ Thiên suy nghĩ và cảm thấy thật sự là như vậy, với công lực hiện tại của Cơ Thanh Ảnh. Bây giờ xuất hiện trước mặt em chân dài thì căn bản chỉ còn đường chết. Thần tiên tỷ tỷ, Vấn Thiên Quân thật sự là sư phụ của chị sao? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Ừ, sư tôn thật sự có đại danh là Vấn Thiên Quân, nhưng Nhiếp Tử Hùng kia là ai, chị cũng không rõ, có lẽ là kẻ thù của sư tôn.
Nguyệt Thanh Nhã nói mà có chút không xác định. Hắn chỉ là kim đan trung kỳ nhưng lại thiếu chút nữa xử lý cậu, chỉ nghĩ có lẽ là tấn công thần thức, hễ là người tu tiên đều có thần thức mạnh mẽ, tấn công thần thức thậm chí có thể trực tiếp xử lý kẻ địch, làm cho kẻ địch hình thần câu diệt. Theo lý mà nói thì một người tu tiên kim đan trung kỳ căn bản không có thần thức như vậy, trừ khi. Nguyệt Thanh Nhã nói đến đây thì trầm ngâm, cũng không nói tiếp, giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Thần tiên tỷ tỷ, trừ khi cái gì? Hạ Thiên đợi một lát, cuối cùng cũng không nhịn được mà truy vấn. Nguyệt Thanh Nhã không trả lời ngay vấn đề của Hạ Thiên, nàng hỏi ngược lại một câu. Tiểu sắc lang, cậu vừa nói cảm thấy cơ thanh ảnh rất kỳ quái, cũng có cảm giác không phải là nàng, có đúng không? Đúng vậy, yêu nữ chết tiệt này có chút là lạ, đêm nay đã cứu tôi một mạng, nhưng công lực đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chút công lực có được là do tôi tẩy tủy mà thôi. Hạ Thiên cực kỳ hoang mang, hắn cũng không thể nào hiểu rõ lý do bên trong. Nhiếp Tử Hùng trước khi đi có nói một câu, thì ra ngươi là cơ thanh ảnh, có đúng không? Nguyệt Thanh Nhã lại hỏi. Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy lời nói này rất kỳ quái, Nhiếp Tử Hùng đã sớm biết đó là cơ thanh ảnh rồi. Hạ Thiên càng buồn bực, đêm nay sự việc phát triển không bình thường, không đúng, không chỉ là đêm nay, từ khi hắn đến thành phố Tây Đô thì tất cả đều phát triển bất thường. Nhiếp Tử Hùng có lẽ là chưa nói hết câu thì đã bị cơ thanh ảnh cắt đứt rồi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói. Tiểu sắc lang, cậu biết phân thần kỳ với người tu tiên thì có ý vị gì không? Thần tiên tỷ tỷ, tôi chỉ biết phân thần kỳ sẽ lợi hại hơn nhiều so với nguyên anh kỳ. Hạ Thiên có chút buồn bực, sở dĩ hắn cảm thấy bức bối vì dù thế nào cũng đánh không lại em chân dài là cao thủ phân thần kỳ. Đó là phân ra một ít thần thức để luyện chế một phân thân, đây là phân thần, mỗi người tu tiên phân thần kỳ đều có thể luyện chế ra phân thân của mình. Nguyệt Thanh Nhã chậm rãi nói. Cơ thanh ảnh cũng là cao thủ phân thần kỳ, tất nhiên nếu chị đoán không sai, bây giờ cơ thanh ảnh đang ở cùng một chỗ với cậu thật ra chỉ là phân thân mà thôi. Phân thân. Hạ Thiên chợt trợn mắt há mồm, sau đó hắn mắng lớn trong lòng, yêu nữ chết tiệt cơ thanh ảnh, cô lại đùa giỡn tôi sao? À, có lẽ là phân thân đầu tiên của cơ thanh ảnh, bây giờ cô ta chỉ luyện chế một phân thân mà thôi. Thật ra vừa tấn cấp phân thần kỳ thì cơ thanh ảnh chỉ có thể luyện chế một phân thân như vậy, không thể không nói cô ấy là thiên tài, ngay cả tôi so ra cũng kém. Nguyệt Thanh Nhã nói mang theo chút tán thưởng. Mà nàng ta đưa phân thân đến trước mặt cậu, chính là muốn cậu giúp phân thân tu luyện, ngược lại cũng không có ác ý. Yêu nữ chết tiệt rõ ràng muốn lấy phân thân để lừa gạt tôi. Hạ Thiên thật sự tức giận. Chờ tôi gặp được cô ta, nhất định phải đánh cho cô ta chết khiếp. Tiểu sắc lang, cậu cũng đừng giận, cậu bây giờ dù ở cùng phân thân của cơ thanh ảnh nhưng cũng không khác gì, tất cả những gì hai người đã làm thì cơ thanh ảnh kia đều biết. Hơn nữa căn cứ theo những lời của cậu thì phân thân này của cơ thanh ảnh cũng không phải bình thường, nếu nói một cách nghiêm khắc thì cũng là một nửa cơ thanh ảnh, hoặc là một tính cách khác của cơ thanh ảnh. Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng an ủi Hạ Thiên. Tóm lại tuy không phải toàn bộ là cơ thanh ảnh nhưng cũng là cơ thanh ảnh. Hạ Thiên cảm thấy đau đầu. Hắn quay sang nhìn cơ thanh ảnh đang ngủ ngon mà thật sự không biết phải làm sao. Chương 1445, chắc chắn có phiền toái. Tiểu Thiên, nếu cơ thanh ảnh hy vọng cậu ở lại Tây Đô, như vậy cậu cứ ở lại. Nguyệt Thanh Nhã còn nói thêm. Được rồi. Hạ Thiên đồng ý. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nghĩ đến một sự kiện. Thần tiên tỷ tỷ, sư phụ của chị sẽ không đến tìm đấy chứ? Không biết. Nguyệt Thanh Nhã trả lời không chút do dự. Sư tôn sẽ không đích thân đến đây, còn Nhiếp Tử Hùng có lẽ chỉ là đột nhiên tiến vào thế giới này mà thôi, cũng có thể là bị sư tôn ném đến đây, cho nên mới đi tìm sư tôn. Thần tiên tỷ tỷ, như vậy chị cũng nên cẩn thận, Nhiếp Tử Hùng kia biết chị ở đây, cũng biết em chân dài ở đây, nói không chừng hắn sẽ đi tìm chị. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói thêm. Không cần lo lắng, cơ thanh ảnh có thực lực tương đương với Tiểu Mị. Nhiếp Tử Hùng đã bị cơ thanh ảnh quát lui, như vậy Tiểu Mị cũng không sợ hắn, dù Nhiếp Tử Hùng có đến Thanh Phong Sơn thì chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng an ủi Hạ Thiên, rõ ràng nàng cũng không quá lo lắng. Hạ Thiên suy nghĩ mà cảm thấy thật sự là như vậy, bây giờ em chân dài và cơ thanh ảnh đều là phân thần kỳ, nếu Nhiếp Tử Hùng đã sợ cơ thanh ảnh, tất nhiên cũng sẽ sợ em chân dài, hắn cũng không nên quá lo lắng. Thần tiên tỷ tỷ. Chị và em chân dài cũng phải nhanh chóng tìm ra phương pháp song tu, tôi cảm thấy sự việc có chút không thích hợp. Hạ Thiên mở miệng nói,
không biết vì sao hắn chợt có dự cảm không tốt, những chuyện xảy ra gần đây làm hắn mất tập trung. À, chúng ta sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra. Nguyệt Thanh Nhã dịu dàng nói một câu. Tiểu Thiên, đã muộn rồi, cậu nên đi ngủ sớm, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta không có vấn đề gì, cậu cẩn thận một chút là được. Nguyệt Thanh Nhã nhanh chóng cúp điện thoại, Hạ Thiên đặt điện thoại xuống, hắn nhìn Cơ Thanh Ảnh ngủ say bên cạnh mà lại cảm thấy đau đầu. Phân thân sao? Cô ta là phân thân của Cơ Thanh Ảnh. Hèn gì mình thấy yêu nữ này sao lại trở nên tinh khiết đáng yêu như vậy, dù là mất trí cũng sẽ không như thế, rõ ràng là có vấn đề. Hạ Thiên thì thào nói, hắn cẩn thận suy xét lại, trước kia hắn đoán không sai, Cơ Thanh Ảnh trước mắt chẳng phải là chị em song sinh của Cơ Thanh Ảnh kia sao? Đúng vậy, sau này cứ coi hai nàng là chị em song sinh đi cho rồi. Hạ Thiên đột nhiên không hề buồn bực, hắn không biết có phải ai phân thân cũng giống hệt như bản thể, nhưng Cơ Thanh Ảnh trước mắt ngoài khác biệt về tính cách, tất cả phương diện còn lại không khác gì Cơ Thanh Ảnh. Hắn là thần y, hắn có thể xác định Cơ Thanh Ảnh trước mắt là một người phụ nữ sống sờ sờ, là một tiên tử khờ dại. Nhưng mình cũng phải biết rõ Cơ Thanh Ảnh muốn làm gì. À, đợi nàng ta tỉnh lại thì mình sẽ hỏi. Hạ Thiên cuối cùng cũng có ý nghĩ, sau đó hắn thấy thoải mái hơn, nhanh chóng đi ngủ. Hạ Thiên cởi áo ngoài, nằm xuống giường ôm lấy cơ thể mê người của Cơ Thanh Ảnh, sau đó tiến vào mộng đẹp. Cùng thời gian này, ở Thanh Phong Sơn, Nguyệt Thanh Nhã nhanh chóng đi đến nhà đá sườn núi, nàng khẽ hô lên. Tiểu Mị, muộn thế này còn có chuyện gì? Một người phụ nữ gợi cảm xinh đẹp chợt xuất hiện, là Dạ Ngọc Mị. Nàng nhìn Nguyệt Thanh Nhã, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Giọng điệu vẫn lãnh đạm, nhưng nếu là Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị ở chỗ này thì phát hiện đây là dịu dàng lắm rồi. Tiểu Mị, chúng ta có thể có phiền toái lớn. Nguyệt Thanh Nhã có chút lo lắng. Phiền toái lớn. Dạ Ngọc Mị khẽ nhíu mày, hình như nàng cảm thấy Nguyệt Thanh Nhã quá nhát gan. Bây giờ còn ai có thể mang đến phiền toái cho chúng ta? Dù là yêu nữ chết tiệt Cơ Thanh Ảnh kia, ta cũng có thể hạ sát được. Dạ Ngọc Mị nói đến Cơ Thanh Ảnh thì trong mắt lóe lên cái nhìn phẫn nộ, rõ ràng nàng mà thấy Cơ Thanh Ảnh thì chắc chắn sẽ là đại chiến sinh tử. Tiểu Mị, không phải là Cơ Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu, sau đó nàng trầm thấp nói. Sư tôn có thể tự mình đến tìm tôi. Cái gì? Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị chợt biến đổi, giọng điệu cũng cực kỳ kinh ngạc. Ngươi nói là Vấn Thiên Quân. Nguyệt Thanh Nhã khẽ gật đầu, cũng không nói gì, vẻ lo lắng rất rõ ràng. Ngươi xác định Vấn Thiên Quân đến tìm. Dạ Ngọc Mị lại hỏi. Nguyệt Thanh Nhã lắc đầu. Không xác định nhưng khả năng rất lớn. Tiểu Mị, gần đây có vài chuyện kỳ quái xảy ra, trước tiên tôi sẽ nói cho cô biết, sau khi cô nghe xong thì sẽ hiểu vì sao tôi nghi ngờ sư tôn đến đây. Khi thấy Dạ Ngọc Mị không phản đối thì Nguyệt Thanh Nhã kể ra những chuyện xảy ra vào vài ngày trước của Hạ Thiên. Tên khốn kiếp kia đang ở cùng Cơ Thanh Ảnh sao? Sau khi nghe đến chuyện ở Tây Đô thì Dạ Ngọc Mị cắt ngang lời Nguyệt Thanh Nhã, giọng điệu có chút tức giận. Tiểu Mị, cô đừng vội tức giận. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu. Thật ra cũng không phải thật sự là Cơ Thanh Ảnh, chỉ là phân thân của nàng ta mà thôi. Phân thân sao? Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị chợt biến đổi. Nguyệt Thanh Nhã gật đầu, nàng nói ra những chuyện của Hạ Thiên, trong quá trình này Dạ Ngọc Mị cũng không cắt lời nhưng vẻ mặt càng thêm khó coi. Cơ Thanh Ảnh. Người thật sự không biết xấu hổ. Một lúc sau Dạ Ngọc Mị mới tức giận mắng. Rõ ràng dùng phương pháp này để đẩy mạnh tu luyện. Tiểu Mị, có lẽ Cơ Thanh Ảnh cũng không vì tu luyện, cô ta luyện chế ra phân thân hình như có chút đặc biệt. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói. Tôi nghĩ cô ta có mục đích gì khác. Nguyệt Thanh Nhã không đợi Dạ Ngọc Mị lên tiếng, nàng lập tức di rời chủ đề. Tiểu Mị, Cơ Thanh Ảnh cũng không uy hiếp chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ lo lắng về hai người. Một là Nhiếp Tử Hùng, hai là Sư Tôn. Dạ Ngọc Mị trầm mặc một lúc, sau đó nàng nhàn nhạt hỏi. Ngươi có hay không đã từng nghĩ đến một vấn đề, đó là vì sao Vấn Thiên Quân nhất định tìm ngươi quay về? Thật sự vì ngươi là đệ tử xuất sắc nhất Phiêu Miểu Tiên Môn trong thời gian ngàn năm qua sao? Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài, giọng điệu có chút mờ ảo bất định. Cho đến nay Sư Tôn luôn bảo vệ tôi, ai cũng biết Sư Tôn muốn bồi dưỡng tôi làm người kế nhiệm. Sư tôn rất quan tâm đến tôi, chỉ là... Nguyệt Thanh Nhã không tiếp tục nói hết, vì nàng có vài lời không muốn nói ra, cũng có lẽ nàng tình nguyện làm như vậy, vĩnh viễn đặt trong lòng. Dù ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của Phiêu Miểu Tiên Môn trong ngàn năm qua nhưng biểu hiện của Vấn Thiên Quân vẫn khác thường, vì ta làm cho ngươi mất tích,
hắn đã tàn sát cả 3.000 đệ tử Nhật Nguyệt Tiên Môn, còn bỏ ra 20 năm tu sửa pháp trận, phái ra 12 đệ tử tìm tung tích của ngươi. Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Ta tin ngươi không nghi ngờ hắn, nhưng cơ thanh ảnh xuất hiện lại làm ngươi nghi ngờ, đúng không? Nguyệt Thanh Nhã không gật đầu mà chẳng lắc đầu, nàng chỉ trầm thấp nói. Cơ thanh ảnh thật sự có tư chất tương xứng với ta, nhưng có lẽ nàng ta là nữ hoàng của hoàng triều họ Cơ, vì vậy mà sư tôn không muốn cho nàng ta tiếp quản Phiêu Miểu Tiên Môn. Nhưng kỳ quái nhất chính là Vấn Thiên Quân phái ra 12 tên đệ tử, hơn phân nửa trong số đó đều có vấn đề, không ai thật sự muốn ngươi quay về. Cùng lúc hắn muốn tìm ngươi nhưng phái đến đám đệ tử không trông mong gì để đến đây, điều này đã nói rõ hắn không trông cậy vào đám đệ tử này, hoặc là nói hắn căn bản có lo lắng nên tự mình đến mới an tâm, vì thế mà ngươi mới cho rằng là hắn đến đây. Dạ Ngọc Mị tiếp tục nói. Đường đường là môn chủ Phiêu Miểu Tiên Môn lại tự mình đi đến một địa phương không biết trước để tìm đệ tử yêu mến, không thể không nói hắn thật sự có chút quan tâm đặc biệt. Tiểu Mị, tôi đã nói rồi, sư tôn trước nay đối xử với tôi rất đặc biệt. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói, nhưng những lời này chỉ là tự thuyết phục mình mà thôi. Thật ra dù Vấn Thiên Quân có tự mình tìm đến ngươi cũng miễn cưỡng có thể giải thích được, ít nhất cũng thể hiện lòng yêu thương đệ tử. Nhưng điều không hiểu là vì sao hắn lại che giấu. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. 12 đệ tử chẳng qua là những kẻ hắn chướng mắt, hắn cũng không muốn cho ai biết mình đến tìm người, mà một vị môn chủ muốn tìm đệ tử là chuyện quang minh chính đại, cần gì phải trốn tránh. Đúng vậy, sư phụ tìm đệ tử là quang minh chính đại, có gì phải tránh. Tiểu Mị, có lẽ là sư tôn chỉ né tránh kẻ địch, nếu có kẻ địch muốn tìm tôi, có lẽ sẽ đến giết tôi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nói. Ví dụ như Nhiếp Tử Hùng là kẻ địch của sư tôn. Nguyệt Thanh Nhã khẽ thở dài và tiếp tục. Tiểu Mị, nếu cứu suy đoán cũng không có kết quả, chỉ là nếu sư tôn xuất hiện ở chỗ này như vậy người nguy hiểm nhất chính là cô, dù sư tôn tìm tôi vì nguyên nhân gì, nhưng nếu gặp lại thì sẽ giết cô mất. Hắn chưa chắc có thể giết được ta. Dạ Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Tiểu Mị, 20 năm trước sư tôn đã là phân thần kỳ hậu kỳ. Bây giờ cô mới là phân thần sơ kỳ, sao có thể là đối thủ? Nguyệt Thanh Nhã có chút lo lắng. Cô không nên chủ quan, nếu sư tôn xuất hiện thì cô phải dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đây, hoặc là bây giờ cô phải rời khỏi đây để đến tìm Tiểu Thiên ngay. Tìm tên khốn kia làm gì? Dạ Ngọc Mị có chút tức giận. Tiểu Mị, cô có thể hợp tác với Tiểu Thiên, sẽ nhanh chóng tăng công lực. Nguyệt Thanh Nhã nhanh chóng nói. Các người có thể. Không cần phải nói. Tôi sẽ không đi tìm hắn. Dạ Ngọc Mị có chút mất kiên nhẫn cắt ngang lời Nguyệt Thanh Nhã, sau đó giọng điệu có chút dừng lại. Tôi cũng không rời khỏi đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1445.